Xin chào tất cả mọi người, lại là Súp Lơ đây. Hôm nay, Súp Lơ sẽ mang đến cho các bạn một bộ xuyên không mới và khá hay. Mời các bạn đón xem cùng Súp Lơ nhé. Còn đầu độc cả Lâm Hoàng, thậm chí còn cấu kết với phản quốc. Thật là đau xót cho con dân Đại Chu khi đó. Phu quân. Phu chứ. Mỹ nữ xinh đẹp đến đây. Xin lỗi, tôi biết là bây giờ tôi đang mơ và sẽ tỉnh dậy, vậy nên chúng ta hẹn gặp lại lần sau nhé. Đây là mơ mà sao mình không thể làm chủ chứ? Đau quá, chẳng lẽ mình thực sự đã xuyên không sao? Nương tử, bây giờ là năm nào? Nương tử, chàng gọi thiếp là nương tử. Phu quân, chàng đã nhớ lại rồi. Nương tử, bây giờ là năm nào? Năm Lâm Hoàng thứ 25. Mình thực sự đã xuyên không? Không phải chứ, chuyện vô lý như vậy, sao lại xảy ra với mình chứ? Phu quân, trò chơi vừa rồi, còn muốn tiếp tục chơi nữa không? Trò chơi, ta đi lấy thuốc cho nàng. Nhìn gì mà nhìn, để ta xem nào. Trần Thúc, hai người đang nhìn gì vậy? Không không không, có gì. Ta có chút việc muốn nói với cha. Được thôi, nói đi. Thúc, tiền ông giúp ta lấy một ít thuốc giảm đau. Hắn trông không giống kẻ ngốc. Chẳng lẽ đã khỏi rồi? Phong Nhi, tìm cha, có chuyện gì không? Chúng ta tạo phản đi. Ngươi, ngươi dám làm chuyện đại nghịch bất đạo này sao? Hiện giờ thiên hạ đang thái bình, nhưng không quá một năm nữa thiên hạ sẽ đại loạn. Khi đó chư hầu nổi dậy, người chết tràn lan, thiên hạ này sẽ biến thành địa ngục trần gian. Hoang đường. Đại Chu ta lập quốc hơn 20 năm, bách tính an cư lạc nghiệp, bốn bể thái bình, sao có thể loạn được? Hiện tại đương kim hoàng đế đúng là một minh quân, trong thời gian ông ta tại vị, tất nhiên bốn bể thái bình. Nhưng mà theo một cuốn sách nói, Lâm Hoàng này không quá một năm nữa sẽ chết. Lão gia, Lâm Phong công tử bị bệnh, ngài đừng so đo với cậu ấy. Ta nói thật với ông nhé, ta bây giờ thực ra là từ tương lai xuyên không đến đây, ông có hiểu không? Cuốn sách ta vừa nói đến thực ra cũng là từ tương lai, sách lịch sử. Ngươi từ tương lai đến, làm sao chứng minh được năm Lâm Hoàng thứ 25 sẽ có sứ giả Ba Tư đến Đại Chu? Danh nghĩa là thiết lập bang giao, thực chất là do thám thực lực của Đại Chu ta. Đặt ra ba cuộc thi đấu với Đại Chu ta, Đại Chu ta thua cả ba trận. Ba Tư thấy quốc lực Đại Chu ta suy yếu, liền bắt đầu liên kết các nước xung quanh, bắt đầu quấy rối Đại Chu thường xuyên. Đây cũng là khởi đầu của sự suy vong của Đại Chu. Tạm không nói đến dự đoán thắng thua, chỉ riêng việc Ba Tư cử sứ giả đến đều là bí mật của triều đình ta. Tứ hoàng tử làm sao biết được? Đúng là có sứ giả Ba Tư đến Đại Chu thiết lập bang giao, cũng đúng là đặt ra ba cuộc thi đấu. Nhưng mà sau ba cuộc thi đấu lại thua liên tiếp. Tất nhiên là có người âm thầm thao túng. Triệu Hội chính là kẻ chủ mưu đứng sau. Đại Chu trận đầu tiên đã thua rồi, hắn dám. Vậy ta nói với ngươi một chuyện nữa, chuyện này rất ít người biết. Năm Lâm Hoàng thứ 3, mẫu hậu của Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử cùng ngày gặp nạn. Lâm Hoàng này có phải tuyên bố vì hỏa hoạn mà chết không? Nhưng thực tế, ta nói cho các ngươi biết, là bị Hà Hoàng hậu hại chết.
Hà Hoàng hậu, từ đó trở thành người đứng đầu hậu cung. Nhưng chuyện này cũng không thể trách hết Lâm Hoàng. Mới lập quốc, mọi thứ còn chưa ổn định, nhà họ Hà lại là gia tộc lớn nhất trong kinh thành. Lâm Hoàng vì sự ổn định của cục diện, nhẫn nhục chịu đựng cũng là có lý do. Người biết chuyện này không quá 5 người, tuyệt đối không thể chuyển đến miệng Phong Nhi. Chẳng lẽ nói ta? Ngươi nói Lâm Hoàng đó chết là ai ám sát vậy? Ám sát? Đâu chỉ đơn giản như vậy. Vậy ông ta chết vì lý do gì? Cái này, ông ta bị triệu hội tể tướng đầu độc chết. Hiện giờ còn cách Lâm Hoàng bị đầu độc 1 năm nữa, chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị tạo phản. Thiên hạ sắp loạn, chúng ta phải có thế lực riêng của mình mới có thể đứng vững trong loạn thế này. Được, ngươi cần gì? Ta cần 10 thợ thủ công, 30 nông dân và một ít vốn. Không nói nữa, ta cho ngươi 100 thợ thủ công, 300 nông dân, 1 vạn lạng vàng. Hơn nữa, ngươi muốn làm gì, không cần xin phép ta. Cảm ơn cha. Vấn đề chính của ta là muốn hỏi ngươi. Triệu hội đó hiện giờ đã làm đến tể tướng đương triều rồi, tại sao hắn còn muốn đầu độc Lâm Hoàng? Điều này đơn giản, triệu hội này thấy Đại Chu đã suy nên muốn đầu quân cho Ba Tư. Hắn muốn tự mình làm đế vương. Còn 5 ngày nữa là cuộc thi đấu của chúng ta với Ba Tư, vòng đầu tiên. Chúng ta chuẩn bị thế nào rồi? Tâu bệ hạ, vòng đầu thi đấu võ tướng, thái tử yêu cầu đích thân ra trận, còn đối phương ra trận là đệ nhất đại tướng Ba Tư, Hắc Ngô Khanh. Thực lực của người này thế nào? Sức mạnh hơn 4 tượng, cầm 1 cặp búa lớn, có thể chẻ núi xẻ sông. Tuy nhiên, dù có võ lực, nhưng tuyệt không phải đối thủ của thái tử. Bệnh đau lưng của trẫm lại tái phát rồi. Nhưng những tấu chương này chưa phê xong. Hay là phiền khanh thay trẫm làm việc vất vả một chút. Bệ hạ minh xét, thần vạn lần không dám. Thôi thôi, lui xuống đi. Thần cáo lui. Phong Nhi, con rốt cuộc là ngốc nghếch hay thật sự đến từ tương lai? Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Bình thân đi. Mọi người đều biết Hắc Ngô Khanh kia không phải đối thủ của con. Cuộc thi đấu hôm nay sao lại thua thảm hại như vậy? Trong này có ẩn tình gì không? Hài nhi tài nghệ không tinh, xin phụ hoàng trách phạt. Học nghệ không tinh, Triệu Ái Khanh, ngươi cũng thấy như vậy sao? Bệ hạ, thần không biết. Tất cả lui xuống đi. Hoàng thượng vạn tuế, tử mặc. Thần có mặt, phái người âm thầm điều tra việc này. Nhất định phải điều tra cho rõ. Theo lý mà nói, thái tử không nên thua. Vâng, bây giờ chúng ta đến chỗ Phong Nhi nói chuyện với thằng nhóc này, biết đâu còn có thu hoạch bất ngờ nào đó. Phong Nhi này, ta với Trần Thúc của con đến đây cũng không biết ra đón. Thúc, sao các người lại đến? Con đang bận rộn đây không thấy à? Phong Nhi, con đang vẽ cái gì vậy? Đây lại là vật gì? Cái này à? Là thứ tốt đấy. Sau này có thể tạo phản thành công hay không, phải xem nó thôi. Nhưng thời gian quá ngắn, chưa kịp chế tạo, chỉ có thể tạm dùng cái này đối phó trước. Cha xem cái này này. Ấn vào đây, nhắm nỏ vào mục tiêu, rồi ấn vào đây, bắn. Cha thử đi. Vậy ta thử nhé. Không nguy hiểm gì chứ? Vật này lại lợi hại đến thế, bắn ra hơn 10 mũi tên.
Thứ này ghê gớm thật. Nếu phát cho quân đội mỗi người một cái thì cả thiên hạ này chẳng phải là của đại chu ta sao? Đừng nói phát cho quân đội, lúc này dùng nó trong cuộc thi với Ba Tư, đại chu ta chắc chắn thắng. Là một thứ tốt. Này Phong Nhi, dạ, ta muốn mang nó về nghiên cứu, cứ lấy tùy ý, không có ta lại chế tạo. Phong Nhi, đại chu này, với Ba Tư vòng thi đấu này, đã thua rồi. Con có biết không? Cái này thì chưa nghe nói. Nhưng mà là thái tử và triệu hội cấu kết, cô ý thua, Lâm Hoàng cũng sẽ nghi ngờ thái tử. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến triệu hội đầu độc Lâm Hoàng. Ngay cả những điều trẫm nghĩ trong lòng cũng biết. Hoàng đế bệ hạ, cung thủ giỏi nhất của chúng ta có thể bắn 4 mũi tên trong 5 hơi thở. Không biết các nhân tài đại chu của ngài sẽ đối phó thế nào đây? Cứ xem thì biết. Bất kỳ một thị vệ nào cũng có thể bắn hơn 10 mũi trong chớp mắt. Cuộc thi này các ngươi thua rồi. Vòng thi thứ ba này sắp bắt đầu rồi. Cái này trong sử có ghi chép không? Đừng nói, cái này thật sự có. Vòng thứ ba so tài về học vấn và kiến thức. Hai bên đều vẽ bản đồ thế giới, so xem ai vẽ bản đồ chi tiết hơn, rộng lớn hơn. Cái này không cần nói, xưa nay vẫn vậy. Đại chu ta lãnh thổ rộng lớn, nhân tài đông đúc, nhưng tại sao vòng thứ ba lại thua? Chẳng phải là bên Ba Tư có một kẻ lang thang? Mấy ngày nay hắn đi lang thang khắp nơi vẽ bản đồ, thật sự tinh tế hơn đại chu không ít. Đại chu chúng ta, nếu bây giờ cử người đi khảo sát lãnh thổ lại, rồi vẽ ra bản đồ, thì cũng không kịp. Không phải tra gấp cái gì. Đại chu thua là chuyện của đại chu. Đại chu sớm sụp đổ, chúng ta cũng tốt sớm tạo phản. Lão gia, ngài bình tĩnh. Đến nước này rồi, còn bình tĩnh cái quái gì? Ta nói này, dù sao chúng ta cũng là thần dân của đại chu, nếu thật sự thua, chẳng phải mặt mũi chúng ta cũng không còn sao? Thiếu gia, theo ta nói, nếu cậu có cách nào, cậu nên nói sớm cho chúng ta biết, ra đỡ phải lo lắng mãi, đúng không? Nếu nói đến cách hay, thì vẫn có. Xe đến chân núi ắt có đường mà, chỉ là ta lại không gặp được hoàng thượng. Nói hay không nói cũng không quan trọng. Ta có cách nói với hoàng thượng. Con mau nói đi, mau nói đi. Cha, để con cho cha xem cái gì mới gọi là hội họa. Để con trình bày cho cha xem. Thiếu gia, cậu vẽ cái gì vậy? Bản đồ thế giới. Con thừa nhận, kẻ lang thang của Ba Tư đó thật sự có chút bản lĩnh. Nhưng trước mặt con thì chỉ là tiểu nhân, không đáng kể. Hắn vẽ thật sự tinh tế, nhưng so với bản đồ thế giới hoàn chỉnh của tương lai, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Vậy, bản đồ thế giới đó, con có thể vẽ không? Được chứ? Bản đồ thế giới tương lai phải không? Cha xem này, người của Ba Tư vẽ ở khoảng này, còn đại chu. Đại chu ta, lãnh thổ rộng lớn như vậy, trên bản đồ thế giới, chỉ có chừng này.
con không nhầm chứ? Không thể nào nhầm được. Cha à, cha xem, thế giới rộng lớn như vậy đó. Đợi chúng ta tạo phản thành công, cha cứ ở nhà, con sẽ ra ngoài mở mang bờ cõi cho cha. Lúc đó, lãnh thổ Đại Chu ta chắc chắn sẽ rộng lớn vô cùng. Không đúng, lúc đó nên đổi quốc hiệu chứ. Thiếu gia này, hiếm khi có chí lớn như vậy. Mấy ngày nay, ta cũng dò la được vài tin tức, muốn nâng cao danh tiếng. Thật ra còn có nơi tốt hơn. Phụ thân tin tưởng con tự xem xét mà làm nhé. Vậy chúng ta về đây. Tử Mặc, ngươi về đi, phái vài người trông chừng Phong Nhi một chút. Vâng, bệ hạ. Tiểu hoàng tử hắn, ngươi mau nói đi. Lầu Xanh, hắn đã đến Lầu Xanh sao? Chu công tử, ta chưa từng gặp ngươi, đây là lần đầu tiên ngươi đến Tiên Âm Lầu này, để nghe tiếng hát tiên của Diệu Kỳ cô nương phải không? Danh tiếng của Diệu Kỳ cô nương đã nghe từ lâu, hôm nay đến đây chính là muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Diệu Kỳ. Nực cười, Diệu Kỳ cô nương âm luật vô song, thơ ca cũng tuyệt vời, ngươi từ đâu đến mà còn muốn nhìn dung nhan Diệu Kỳ cô nương? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nên kiên nhẫn đi. Chỉ ngươi biết thôi sao, nhị hoàng tử trong cung đó hôm kia đến đây đã dùng 13 chiêu. Ngươi đoán xem, cuối cùng, ngay cả mặt Diệu Kỳ cô nương cũng chưa gặp được. Diệu Kỳ bái kiến bốn vị công tử. Hân hạnh, hân hạnh. Mây dài thanh hải, núi tuyết mở, thành cô ngóng xa cửa ngọc môn, các vàng trăm trận xuyên giáp vàng, chẳng phá lâu lan, chẳng trở về. Công tử, ngài rất có tài văn chương, chỉ là khí thư quá sắc bén. Vậy nàng nghe thử bài này xem. Rượu nho ngon trong chén dạ quang, muốn uống tiếng đàn tỳ bà thúc ngựa, sẽ nằm xa trường chớ cười ta. Xưa nay chinh chiến, mấy người về. Công tử làm thơ tuyệt vời, không biết có thể làm một câu thơ để miêu tả thiếp không? Mây tưởng xiêm y hoa tưởng dung, gió xuân lan can, sương đẫm nồng, chẳng phải đỉnh non quần ngọc thấy, hẳn gặp dưới trăng giao đài cung. Hôm nay công tử có rảnh không? Có thể đến phòng thiếp nói chuyện không? Chỉ làm vài bài thơ đã muốn thân cận với Diệu Kỳ cô nương sao? Đúng vậy, ta nói cho ngươi biết, tiểu tử, hôm nay ta ở đây, ai cũng đừng hòng vào, hiểu chưa? Đây chính là ta, đều không có tư cách chạm vào cô nương này, huống chi là ngươi. Ngươi là ai? Ngươi thật thú vị, ngươi là ai vậy? Các ngươi thật hoang đường. Lời này có ý gì vậy? Các ngươi không chơi được nữa nên ghen tị sao? Này, ai mà không có tư cách chứ? Thế này là sao? Ngươi châm chọc ai đấy? Chúng ta là người của nhị hoàng tử đấy. Bây giờ ngươi cút ra ngoài cho ta, nếu không... Này này này, đại ca đại ca đại, đi ta đi ngay, cô nương à. Cô gì mà cô? Được được, ta nói cho ngươi biết, hắn hôm nay còn biết điều. Được được được, huynh đệ đi uống rượu thôi, uống rượu uống rượu. Đi uống rượu. Diệu Kỳ, lần này con thật sự gặp may rồi. Người nói vậy là có ý gì? Chính là, vì công tử cao lớn bị đuổi đi vừa rồi. Hắn là người có chí lớn, lại tài hoa xuất chúng, chỉ là gia thế không bằng người khác. Diệu Kỳ của ta, con đừng nhìn gia thế của công tử đó, nhưng hắn đối với con rất trung tình đấy. Con xem cái này. Địa khế và thương khế của Tiên Âm Lầu, người định làm gì vậy? Còn không phải là vị công tử đó, hắn sợ con ở đây chịu ủy khuất, đã mua hết tặng cho con rồi.
Xin lỗi. Xin hỏi, ngài có phải là Lâm Phong không? Đúng vậy, ngài là... To gan. Chủ nhân của chúng ta là... Nhị hoàng tử của Đại Chu, còn không mau hành lễ. Không cần, không cần. Chỉ là nghe nói huynh tài cao tám đấu, được diệu kỳ cô nương ưu ái, thật khiến bổn hoàng tử sinh lòng ghen tị. Vậy ta còn việc, xin cáo từ trước. Xin mời. Không ngờ, thời cổ đại tin tức cũng truyền nhanh như vậy. Xem ra nhị hoàng tử này tuyệt đối không phải là hạng hiền lành. Sao vậy? Đến đây, đến đây. Sao vậy cha? Con bỏ một người nương tử tốt như vậy mà còn chạy đến lầu xanh, còn dùng tiền ta cho con mua lầu xanh tặng cho hoa khôi đó, có phải không? Cha nghe con giải thích, lầu xanh là nơi tốt. Lão gia, lão gia, lão gia. Bớt giận, bớt giận. Xem thiếu gia nói thế nào đã. Nó còn nói được gì nữa? Nó còn có thể nói ra điều tốt được sao? Cha nghe con nói này. Lầu xanh nó chỉ là một nơi con dùng để dò la tin tức. Hơn nữa những điều này không quan trọng. Quan trọng là con đang gặp nguy hiểm. Cha hiểu không? Dò la tin tức ở tiên âm các thì có thể. Nguy hiểm là sao? Con không phải đã mua tiên âm các sao? Đệ nhất hoa khôi diệu kỳ của tiên âm các, hoàng tử rất thích. Qua lại như vậy, người ta nói muốn diệt cả nhà chúng ta đấy. Ai dám diệt nhà họ Lâm chúng ta? Hắn muốn chết à? Nhưng mà, nhị hoàng tử là sao vậy? Cha thật sự không biết sao. Nhị hoàng tử đó chính là mặt hai lòng ba mặt. Nhị hoàng tử này là người hậu đạo, đối xử với người khác lễ độ. Hắn không đến nỗi đối xử với con như vậy chứ. Đừng nói bậy. Cha với nhị hoàng tử quen lắm sao? Đúng vậy, mấy năm trước làm ăn gặp vài lần. Người đó đối xử còn khá tốt mà. Cha đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Nhị hoàng tử đó hắn là người có tính cách diễn giả tạo, cha biết không? Hắn đeo mặt nạ diễn kịch với cha đấy. Sử sách có nói nhị hoàng tử đó đã tính kế Lâm hoàng, đại hoàng tử, tam hoàng tử. Con nói là Lâm hoàng cũng bị nhị hoàng tử tính kế sao? Không phải sao? Ngày mai thi đấu với Ba Tư, đại hoàng tử tự tin tràn trề, mời một họa sĩ rất nổi tiếng. Nay đại hoàng tử tưởng nắm chắc phần thắng nên tăng tiền cược. Kết quả là... Khoan đã, trong này còn có chuyện của nhị hoàng tử sao? Nhị hoàng tử hắn ẩn nấp đã lâu, tai mắt nhiều. Họa sĩ của đại hoàng tử chính là người của nhị hoàng tử. Hơn nữa chuyện họa sĩ Ba Tư hắn đã biết từ lâu. Con nói là nhị hoàng mưu kế như vậy chỉ để hạ thấp địa vị của thái tử trong lòng Lâm hoàng, và còn khiến Đại Chu thua vòng thi thứ ba. Đúng rồi cha, thái tử mất địa vị, nhị hoàng tử này không phải có cơ hội rồi sao cha? Hắn dám. Tử Mặc, ngươi đi xử lý mấy kẻ muốn diệt nhà họ Lâm chúng ta. Dám đe dọa con ta, thật đáng chết. Vâng. Này, chuyện của nhị hoàng tử ngươi thấy thế nào? Bệ hạ, chuyện của nhị hoàng tử thần không dám nói bừa, chỉ là tiểu hoàng tử quả thật là một kỳ tài. Huống hồ hắn không biết thân phận của mình nên... Ta hiểu ý của ngươi rồi. Vậy thì ngươi âm thầm phái vài cao thủ bảo vệ Phong Nhi. Còn về nhị hoàng tử, cuộc thi đấu ngày mai sẽ rõ. Hôm nay là vòng thi thứ ba, giống như mọi năm. Nội dung thi đấu là vẽ bản đồ, sứ giả Ba Tư. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hoàng đế bệ hạ, cuộc thi lần này chúng ta mời vị này. Họa sĩ này của chúng ta vừa mới từ hải ngoại du lịch về, kiến thức rất phong phú. Quả nhiên giống như Phong Nhi nói. Vậy bên thái tử, không dám giấu phụ hoàng, bên con cũng có một vị họa sĩ kiến thức phong phú, Thảo Dân Khổng Diệp. Bái kiến bệ hạ. Phụ hoàng, vị khổng họa sĩ này chu du giang hồ, kiến thức phi phạm, chắc chắn sẽ thắng Ba Tư. Thái tử điện hạ, cuộc thi này chưa bắt đầu,
đoán trước cao thấp, chúng ta không thể kết luận sớm. Thái tử ta từng dạy con, đừng nói trước. Phụ hoàng cũng từng dạy nhi thần, nếu có nắm chắc phần thắng, nên có khí thế áp đảo người, mới có thể chinh phục được người. Xem ra hôm nay trẫm phải trước mặt bách quan và người ngoài dạy con một bài học. Tử Mặc: Bệ hạ, Đại Chu ta nhân tài đông đúc, người có kiến thức rất nhiều, lúc thi đấu thêm một người cũng không sao chứ? Nếu các ngươi thấy không công bằng, các ngươi cũng có thể cử thêm vài người. Hoàng đế bệ hạ, ngài cứ tùy ý, chúng ta chỉ cần một họa sĩ này là đủ rồi. Không có gì, chúng ta bắt đầu thi đấu đi. Bút mực chuẩn bị. Đều đã chuẩn bị xong, vậy bắt đầu đi. Thái tử, con có nắm chắc không? Thầy yên tâm, họa sĩ con tìm kiến thức phi phạm, huống hồ dù sao cũng mạnh hơn thị vệ này. Trận đại thống lĩnh, ngươi theo trẫm một chút, trẫm có việc quan trọng bàn với ngươi. Vâng. Gần đây thần đầu óc nhớ không rõ, mấy ngày trước xem bản đồ ở chỗ thiếu gia, sớm đã quên hết rồi. Này lão già này, bình thường ngươi chỉ biết múa thương vung kiếm, đầu óc ngươi để đâu hết rồi? Giờ phải làm sao đây? Hay là để Phong thiếu gia đến tham gia thi đấu đi? Vậy không phải chắc thắng sao? Này không được không được, vậy không phải lộ tẩy rồi sao? Thần có một kế. Vậy đến nước này cũng chỉ có thể như vậy thôi. Xin mọi người im lặng, hôm nay bản thống lĩnh bất ngờ cảm lạnh, thân thể không khỏe, sẽ không thể tiếp tục tham gia thi đấu. Bản thống lĩnh sẽ tìm một họa sĩ thay thế tiếp tục thi đấu, để cuộc thi công bằng công chính. Tất cả giữ im lặng, ai vi phạm sẽ bị chém. Thầy, không biết Trần Tử Mặc này tìm đâu ra một người mù, lại để hắn vẽ bản đồ. Hôm nay trận này ta chắc thắng rồi. Mấy ngày trước con vẽ bản đồ thế giới đó, nếu bịt mắt con lại, con có thể vẽ được không? Bịt mắt? Được ạ. Không được gỡ bỏ băng bịt mắt, vị họa sĩ này, cuộc thi lần này không được nhìn bản vẽ của người khác. Ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi về ngay. Nghiêm túc quá. Thi đấu kết thúc, bây giờ có thể trưng bày bản đồ của các ngươi rồi. Phía tây Ba Tư này còn có vùng đất rộng lớn như vậy, thế này thì khó xử rồi. Thái tử điện hạ, bản đồ họa sĩ của ngài vẽ ta đã xem qua rồi, xem ra thắng thua đã rõ từ lâu rồi. Ta vừa nói với ngươi xong, không có nắm chắc tuyệt đối, đừng nói trước. Hoàng đế bệ hạ, thắng thua đã phân rõ rồi phải không? Đúng vậy, đã phân rõ rồi. Bức thắng đó là bức ở giữa. Bệ hạ, đây hoàn toàn không có vẻ gì là bản đồ cả. Đúng vậy phụ hoàng, đã là bản đồ, ít nhất phải có lãnh thổ Đại Chu chứ. Ai nói không có? Đại thống lĩnh, vẽ vị trí Đại Chu lên cho họ xem, để họ thấy. Đây chính là Đại Chu. Bậy. Trần đại thống lĩnh, ngươi đang ẩn ý. Đại Chu chúng ta chỉ là đất đai nhỏ bé nghèo nàn. Ta thấy ngươi và tên họa sĩ bịt mắt kia là một phe phải không? Ngươi đang lừa dối vua, là tội chém đầu đấy. Im lặng. Ba bức vẽ, trẫm đã xem qua rồi,
trong đó ai vẽ lãnh thổ rộng lớn thì thắng. Xin phụ hoàng minh xét, người bịt mắt mà đại thống lĩnh mang đến. Bức vẽ quả thật rộng lớn, nhưng thật giả, thật khó phân biệt. Đúng vậy bệ hạ, bây giờ sứ giả nước ngoài đang xem, chúng ta cũng không thể kết luận bừa được. Ý các ngươi là trẫm đang thiên vị phải không? Thần không dám. Việc này ngươi thấy thế nào? Hoàng đế bệ hạ, vừa rồi họa sĩ của chúng ta đã xem qua. Bản đồ này quả thật là thật. To gan. Ý ngươi là lãnh thổ Đại Chu ta chỉ có chút đất đai nhỏ bé này thôi sao? Đủ rồi, còn chưa thấy mất mặt sao? Chấm nói thẳng với các ngươi, bản đồ này là thật, chính là chấm và đại thống lĩnh tận mắt thấy. Lãnh thổ Đại Chu ta trên thế giới này thực sự chỉ có một góc nhỏ này thôi. Giờ các ngươi còn nói gì nữa? Hoàng đế bệ hạ, thế giới rộng lớn vô biên, mà Đại Chu lại có người tài giỏi kỳ lạ như vậy, che kín hai mắt vẫn có thể vẽ ra bản đồ thế giới này. Chúng ta tâm phục khẩu phục. Cuộc thi lần này, Đại Chu đã thắng. Hoàng thượng vạn tuế. Cái gì? Một người bịt mắt lại giành chiến thắng, không ngờ thái tử lại nhân họa được phúc. Xem ra phụ hoàng còn có thủ đoạn ta không biết. Nhưng mà một vị hoàng đế không có chí khí vẫn nên thay thế thì tốt hơn. Tuy đã thắng, nhưng nếu phụ hoàng biết họa sĩ bên cạnh thái tử là do ta sắp xếp, chắc chắn sẽ dẫn đến họa sát thân. Điện hạ, hay là ta tìm người xử lý hắn? Được, càng nhanh càng tốt. Hôm qua tên Lâm Phong ở lầu Tiên Âm đó cũng giết luôn đi. Vâng, Diệu Kỳ lại có cảm tình với hắn, hắn không cần thiết tồn tại trên đời này nữa. Đi nói với Vương Trường Lâm theo dõi Diệu Kỳ. Đi đi. Vâng. Trần Tử Mặc là thị vệ thân cận của phụ hoàng, sao hắn lại biết cách vẽ bản đồ thế giới? Việc này có điều kỳ lạ. Nguyên liệu cao cấp nhất thường chỉ cần cách nấu giản dị nhất. Phu quân, đây là gì vậy? Cái này gọi là lẩu, cái này gọi là thịt cừu nhúng, hai cái này kết hợp rất tuyệt vời. Lẩu, thịt cừu nhúng, chưa từng nghe qua. Vậy hôm nay nàng may mắn rồi, nghe ta giới thiệu tên các món ăn nhé. Phong Nhi, con chuẩn bị món ngon gì cho chúng ta đấy? Cuối cùng các người cũng đến, con đợi các người nửa ngày rồi. Đến đây Trần Thúc, ngồi đi. Hôm nay sao lại vui vẻ thế? Kiếm được tiền lớn à? Chẳng phải sao, lần trước Trần Thúc con tìm con, nhờ con vẽ bức tranh đó, đã thắng lớn rồi. Ta nói cho con biết, lần này nhất định phải cảm ơn con cho tốt. Cha, chúng ta đều là một nhà, nói gì đến cảm ơn. Được rồi, đã kiếm được tiền lớn, vậy thời gian này chúng ta cứ yên ổn ở nhà đi, đừng ra ngoài. Tại sao vậy? Vì thời gian này kinh thành sẽ có chuyện lớn xảy ra. Cả kinh thành, thậm chí trong cung, trên dưới đều nghĩ người Ba Tư đi là chuyện tốt. Nhưng ai cũng không biết, người Ba Tư vừa đi, ngày hôm sau họ đều mất tích hết. Này sử sách có ghi, người Ba Tư mất tích, kinh thành 7 đêm đèn sáng rực. Đại thống lĩnh Khải Minh vệ Trần Tử Mặc đã dẫn thuộc hạ lật tung cả kinh thành. Được rồi, thôi đi, bây giờ là lúc nào rồi? Các người đừng định ta nữa. Chúng ta kiếm được tiền rồi, cứ ở nhà yên ổn đi. Vì sự kiện này là khởi đầu của loạn Đại Chu, đợi chuyện này qua đi, kế hoạch của chúng ta sẽ tiến hành tiếp. Thiếu gia, chúng ta nổi dậy tạo phản cần có tiền chứ? Ta với lão gia thường xuyên đi buôn bán khắp nơi, cũng phải xem động tĩnh của quốc gia mới có thể tránh họa tìm lợi. Cũng đúng. Này người Ba Tư mất tích, Khải Minh vệ tìm không ra, người Ba Tư không chịu, phái người đến Đại Chu. Kết quả trên núi Hoang phát hiện một thi thể, vừa kiểm tra là của sứ giả Ba Tư. Tư không chịu nổi vất ức,
rồi liên kết. Các nước xung quanh Đại Chu cùng nhau bắt đầu quấy rối Đại Chu. Lão gia, thiếu gia, con ngựa quên chưa cọc. Ta đi buộc ngựa một chút. Truyền lệnh của ta, Khải Minh vệ trừ các vị trí cần thiết. Tất cả đều âm thầm bảo vệ sứ giả Ba Tư. Nếu gặp ám sát, giết không tha. Nhớ để lại một hai tên sống. Ta tự thẩm vấn. Vâng. Dẫn xuống. Nhất định phải tra ra kẻ chủ mưu đứng sau họ là ai. Ăn gan hùng lớn sao mà dám ám sát chúng ta. Thúc, thúc mạnh thật. Ngồi đi, ngồi đi. Khải Minh vệ, sao lại ở nhà con? Cha con dù sao cũng là thương nhân có tiếng trong kinh thành. Khải Minh vệ, bảo vệ một chút cũng là bình thường. Vậy cha, cha gọi Trần Thúc đến bảo vệ con. Thúc con, đã theo ta mấy chục năm rồi. Này giờ ta thắc mắc một điều, con đoán xem. Con nói xem bọn sát thủ này sao lại nhắm vào con? Có lẽ là do nhị hoàng tử phái đến. Nào, đây là lẩu. Đồ ăn Đại Chu khá đơn sơ. Lẩu này có lẽ coi như là món ngon hiếm có rồi. Nói gì khác ta biết ít hơn con. Nhưng nói lẩu Đại Chu đơn sơ là nông cạn rồi. Con đến đây thời gian ngắn, con chưa đi khắp các nơi ở Đại Chu xem qua. Lẩu của con cũng đâu có tinh tế gì. Này cha, nếu cha không tin, cha gấp một đũa nếm thử xem. Nhớ chấm nước chấm nhé. Cùng ăn cùng ăn. Nếm thử đi. Thật sự ngon. Báo cáo, người đó đã uống thuốc độc tự sát rồi. Lui xuống đi. Vâng. Hắn lại là tử sĩ. Thôi thôi, thôi thôi. Nào, nay chúng ta cứ ăn đi. Lẩu này vị như thế nào? Cũng được. Rất ngon. Thiếu gia, ta với lão gia cũng là người đi khắp nơi, nếm qua khá nhiều món ngon nhưng chưa từng thấy lẩu ngon như này. Phong Nhi à, thịt này trông có vẻ đơn giản, sao lại có hương vị phong phú như vậy, tươi ngon như vậy? Có bí quyết gì không? Bí quyết tất nhiên là có. Gia vị của Đại Chu phần lớn rất thô sơ. Con dùng muối tinh và đường tinh. Còn có một số gia vị bí truyền. Muối tinh. Muối tinh này chỉ có trong cung mới có. Trên thị trường Đại Chu đều dùng muối thô. Muối tinh trong cung Đại Chu có thể gọi là muối tinh sao? Vậy muối tinh của con là? Trước đây cha không phái thợ thủ công cho con sao? Con đã dạy cho thợ thủ công cách làm muối tinh và đường tinh. Vậy đi, nàng, chúng ta đi lấy cho họ xem nhé. Lão gia, tự chế muối tinh này là tội chết đấy. Phải tru di tam tộc. Đã là người muốn tạo phản rồi, chỉ chế một chút muối tinh không phải rất bình thường sao? Lý lẽ tuy là như vậy, nhưng ngài thật sự định cứ là với thiếu gia như vậy sao? Nhưng dù sao cậu ấy cũng là tiểu hoàng tử Đại Chu, nếu để người ngoài biết làm sao thu xếp? Không sao, ta cũng có suy nghĩ của mình. Ta muốn xem thử thằng nhóc này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Hai người đi làm muối, trời tối mới về. Giấu muối lậu ở nhà để người ta phát hiện thì làm sao được? Đây là muối, đây là đường. Nàng mau ngồi xuống đi. Muối này thật mịn, còn mịn hơn trong cung. Thật mặn, không có chút vị chất nào. Cha, cái này
chỉ là kỹ thuật tinh lọc muối thô đơn giản thôi. Con làm qua loa thôi. Cái gì? Muối tốt thế này là con làm qua loa. Con trai của cha là người muốn tạo phản mà. Không có chút trình độ nào, vậy tạo phản cái gì? Thằng nhóc này giỏi thật. Có chí khí. Có đầu óc, có dũng khí. Đừng khen nữa đuôi nó chọc trời đấy. Mau ăn đi, một lát nữa hết nóng hết ngon. Sát thủ phái đi sao vẫn chưa về? Thưa điện hạ, vẫn chưa. Thật là một lũ vô dụng. Tạm thời không quản họ nữa. Chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm. Bệ hạ, thần có việc quan trọng báo cáo. Nói, sứ giả Ba Tư quả nhiên bị ám sát, nhưng đã được chúng ta bảo vệ, chỉ là không bắt được người gây ra. Bọn chúng bị bắt xong, lập tức uống thuốc độc tự sát. Quả nhiên, giống hệt như Phong Nhi nói. Này nương tử à, được rồi, những thứ này nàng cứ để đây đi, đồ nhiều quá. Hôm nay nàng chạy cả ngày với ta vất vả rồi, mau ngồi xuống. Ta xoa chân cho nàng. Thiếu gia, thiết bị cậu bảo chúng ta chế tạo đã hoàn thành tất cả rồi, đây là chi tiết. Nhanh vậy sao? Ta xem nào. Lò luyện mới. Xe nước và xe tháp vài cái. Nhiều cái lưỡi cong. Còn lại 4.000 lạng vàng. Hiệu suất của các người cũng quá cao rồi. Vậy các người có biết tỷ lệ quy đổi giữa thóc mới, thóc cũ và cám bã không? Thiếu gia, cái này ta thật sự không rõ. Trên thị trường, một đấu thóc mới đổi được 5 đấu thóc cũ, 20 đấu cám bã. Nương tử à, nàng giỏi quá. Nàng biết cả những thứ này sao? Lương thực trong nhà đều do Thanh Trúc sắp xếp, tất nhiên phải biết. Nương tử à, hoàn cảnh nhà chúng ta đặc biệt, thật sự không thể thuê người giúp việc. Vốn là tiểu thư nhà danh giá, giờ lại để nàng phải chịu khổ ở đây. Phu quân nói gì vậy? Chúng ta vốn là một thể, tất nhiên phải nâng đỡ lẫn nhau. Nương tử à, đợi ta tạo phản thành công, cha ta sẽ là hoàng đế, ta sẽ là thái tử, nàng sẽ là thái tử phi, tương lai là hoàng hậu nương nương. Vậy hoàng hậu nương nương sẽ không phải đi làm nữa. Hoàng hậu nương nương đi làm. Nương tử à, đó là chuyện thời đại của ta. Tóm lại 4.000 lạng vàng này, chỉ giữ lại 1.000 lạng để phòng khi khẩn cấp, 3.000 lạng còn lại mua hết lương thực. Phu quân yên tâm, thiếp nhất định sẽ mua được lương thực tốt nhất. Này không, 3.000 lạng vàng này toàn bộ cho mua thóc cũ và cám bã, miễn là không chết người, càng rẻ càng tốt. Cám bã. Thiếp hiểu rồi. Phu quân sợ mua nhiều thóc mới sẽ gây chú ý của triều đình, nên mua cám bã không ai quan tâm, làm lương quân dự trữ cho việc nổi dậy sau này, đúng không? Thiếu gia, cám bã này súc vật có thể ăn, nhưng người không thể ăn được. Hành quân đánh trận càng không được. Đúng vậy phu quân, chúng ta vẫn nên mua thóc mới đi. Tuy ít, nhưng chia ra mua nhiều lần, ít nhất cũng dùng được. Thiếu gia, đây là 3.000 lạng vàng, không phải số tiền nhỏ, cậu phải suy nghĩ kỹ. Ta không phải lo lắng mua nhiều thóc mới sẽ gây chú ý, cũng không phải để tiết kiệm tiền. Hơn nữa, ai nói ta mua thóc cũ này là để làm lương quân cho binh sĩ ăn? Đó không phải lương quân. Tốn nhiều tiền như vậy, mua cám bã để làm gì? Chỉ có thể cho súc vật ăn, không có tác dụng gì. Ta có cách dùng của riêng mình. Nương tử à, nàng cứ nghe ta đi. Bây giờ tuy thóc cũ và cám bã không có tác dụng gì, nhưng sau này tác dụng của nó, vàng bạc cũng không đổi được đâu. Nghe ta đi. Tử Mặc, ngươi nghĩ sao về việc Phong Nhi chuẩn bị? Ngươi thấy thế nào? Bệ hạ nói về việc thiếu gia nổi dậy. Nếu Phong Nhi thật sự nổi quân tạo phản, ngươi nói nó sẽ đi được đến đâu? Có gì cứ nói thẳng. Vâng, thần biết bệ hạ đặc biệt yêu quý tiểu hoàng tử, nên mới đưa cậu ấy giấu trong nhà thương nhân giàu có. Nhưng hiện giờ ngài thật sự để hoàng tử nổi quân tạo phản sao? Hóa ra ngươi lo lắng về chuyện này. Theo trẫm thấy, không cần lo lắng nhiều. Bệ hạ, Tử Mặc, ngươi và trẫm đều xuất thân từ Thảo Mãng, hiểu rõ nổi dậy không dễ. Phong Nhi, tuy nói chuyện này trên miệng, nhưng
đâu có dễ dàng như vậy. Bệ hạ nói đúng, năm đó bệ hạ cũng là anh hùng hào kiệt, một lời kêu gọi trăm người hưởng ứng, hơn nữa là lòng dân hướng về. Tiểu hoàng tử thì sợ là không thuận lợi như vậy, muốn nổi dậy. Người, lương thực, muối, sắt, thứ nào cũng không thể thiếu. Quan trọng hơn là lòng người hướng về một chỗ. Phong Nhi, có cách làm muối. Nếu có thể tìm được nguồn muối thì không cần lo lắng. Nhưng lương thực và sắt này không dễ giải quyết. Quan trọng hơn là lòng người. Đại Chu, giám sát lương thực vô cùng nghiêm ngặt. Lương thực ra vào Đại Chu đều được ghi chép. Tiểu hoàng tử, e là phải đợi bệ hạ mở đường sau này. Đến lúc đó, hắn chẳng phải phải cầu xin đến chậm sao? Đúng đúng đúng. Dù sao bệ hạ là cha, tiểu hoàng tử là con. Còn về thép này, khi chấm lên ngôi, đã tìm kiếm hết tinh thiết trong thiên hạ để phòng chế tạo vũ khí. Hiện giờ, thằng nhóc này nhiều nhất chỉ có thể ở dân gian thu thập vài nông cụ để chế tạo vũ khí. Muốn trang bị cho một đội quân thì còn xa lắm. Đúng vậy. Không biết tiểu hoàng tử có nghĩ đến những điều này không? Liệu có chuẩn bị gì không? Ta thấy việc nổi quân này khó như lên trời xanh. Hơn nữa, nếu nó thật sự nổi dậy thành công, ta sẽ nói với nó, ta là cha ngươi, xem nó làm thế nào. Thật sự nói như vậy sao? Sẵn sàng ủng hộ ta, điện hạ yên tâm. Người đó đã nói, nếu điện hạ thành công, ông ta tất nhiên sẽ giúp điện hạ một tay. Ông ta tốt bụng vậy sao? Sẵn sàng giúp ta. Ta không hiểu tại sao ông ta lại làm vậy. Làm vậy có lợi gì cho ông ta? Nếu không có lợi, tại sao ông ta lại làm? Loạn thế sắp đến, ai cũng muốn tìm đường lui đúng không? Nên ông ta đặt cược vào ngài. Loạn thế sắp đến ư? Được. Nếu ông ta sẵn sàng tin tưởng bản vương, vậy thì chuyện này bản vương xin phụ bồi. Vậy ta sẽ đi trả lời. Người đâu? Đem bức thư này gửi cho thống lĩnh. Tam hoàng tử, chúng ta đối đầu nhiều năm, không ngờ hôm nay lại đối diện cùng uống rượu. Chuyện ngươi nói trong thư có thật không? Tất nhiên là thật. Nếu không thật, sao ta lại gặp mặt ngươi? Tốt. Tam hoàng tử, có khí phách. Ta bắt đầu hơi khâm phục ngươi rồi. Khương vương, ý như thế nào? Có sẵn sàng cùng ta mưu đồ đại sự không? Không lâu nữa, thiên hạ này sẽ là của ta. Tam hoàng tử có thể lập kế hoạch thành công, mỹ nhân của ta đã giúp không ít đâu. Ngươi yên tâm, đợi ta đoạt vị thành công, lợi ích này tất nhiên sẽ không thiếu phần của Khương tộc các ngươi. Ba quận Tây Bắc này chỉ là ba quận Tây Bắc nhỏ bé thôi, ta còn chẳng để vào mắt. Nhưng mà ta có cảm giác không lành. Đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, có gì phải sợ? Lưỡi đao của chúng ta chỉ đến đâu, nhất định sẽ quét sạch đến đó. Hy vọng như vậy. Nửa tháng sau, ngươi và ta cùng xuất quân hướng về kinh thành. Báo. Nói. Tin từ Tây Bắc. Tuần biên ngự sử Trương La nghe từ miệng một người chân cừu, binh lính Khương tộc trên thảo nguyên dường như có động tĩnh khác thường. Đã hỏi Tây Bắc Vương chưa? Trương ngự sử trước đó muốn đến phủ Tây Bắc Vương để xác minh. Chỉ là vương phủ phản hồi binh lính Khương tộc không có gì bất thường. Nhưng Trương ngự sử lại cải trang, nhiều lần đến thảo nguyên cũng phát hiện vài điều khác thường, nên sai người truyền tin về. Tốt. Biết rồi, ngươi lui xuống đi. Vâng. Tử Mặc, ngươi phái Khải Minh vệ qua đó xem thử. Việc Khương tộc không phải chuyện nhỏ, nhất định phải cẩn thận. Vâng. Bệ hạ, Khải Minh vệ đi Tây Bắc đã về, chỉ là bên Tây Bắc không phát hiện điều gì bất thường. Không có gì bất thường. Sao có thể chứ? Tử Mặc, đến đây ngồi. Ngồi đi. Bệ hạ,
có phải là vị tuần biên ngự sử đó nhầm không? Không thể nào. Vị tuần biên ngự sử Trương là đó. Chẳng có ấn tượng. Ông ta là người thích so đo, không dễ dàng kết luận. Tin ông ta chuyển về cho thấy chắc chắn đã có hành động. Vậy sao Tam Hoàng Tử và Khải Minh Vệ lại không tìm thấy manh mối nào? Đó cũng là điều chẳng thắc mắc. Thôi được, Tử Mặc. Chấm mấy ngày nay buồn bực lắm. Ngươi theo chấm đến chỗ Phong Nhi đi dạo. Nghe nói thằng nhóc này đã nấu không ít rượu ngon. Ta muốn nếm thử xem nó có gì khác so với rượu khác. Không nghĩ nữa, đi thôi. Cha đến rồi, ngồi đi, đến rồi. Phong Nhi đang làm gì vậy? Cái này gọi là thịt nướng, thịt này còn có thể ăn như vậy sao? Người rất thơm. Thịt này là con tự ướp, ăn vào, so với những miếng thịt nướng trực tiếp của đại chu kia, ngon hơn nhiều. Lát nữa các người nếm thử một miếng nhé. Con nói cho các người biết, thịt này kèm với món ăn kèm này, thêm chút tỏi, hương vị sẽ bùng lên ngay. Cha, còn cái này nữa. Cha nếm thử đi. Uống chút rượu này. Ăn miếng thịt nướng. Thúc. Phong Nhi. Rượu này sao lại có bọt? Đây là rượu con tự nấu. Con còn đặt tên cho nó. Gọi là gì nhỉ? Gọi là rượu tiên. Uống chút rượu này. Ăn miếng thịt nướng. Cuộc sống chẳng phải càng ngày càng tốt sao? Không thua gì rượu trong cung. Ta cảm thấy còn ngon hơn cả rượu trong cung. Cha toàn nói khoác. Cha còn uống được rượu trong cung nữa à? Con đừng xem thường cha là thương nhân. Cha từng trải qua nhiều chuyện lớn đấy. Đúng rồi. Cha, con nói cho cha biết. Gần đây cha giúp đoàn thương nhân ở Tây Bắc về hết đi. Tại sao vậy? Còn không phải tên ngốc Tam Hoàng Tử kia muốn liên kết với Khương tộc tạo phản. Tam Hoàng Tử dám liên kết với Khương tộc tạo phản sao? Chuyện này có thật không? Thật chứ? Sử sách ghi rõ ràng mà. Tam Hoàng Tử liên kết với Khương tộc tạo phản, rồi Tam Hoàng Tử đánh một đường đến Kinh Thành. Đây cũng là khởi đầu của loạn Đại Chu. Hơn nữa, triệu hội còn nhân cơ hội này đầu độc Lâm Hoàng. Không ăn nữa. Ta phải đi đây. Không phải cha, triệu hội giết Lâm Hoàng liên quan gì đến chúng ta? Đối với chúng ta là tốt mà. Này, thiếu gia đừng nghĩ nhiều. Lão gia có một đoàn thương nhân ở Tây Bắc. Chúng ta phải đi ngay. Ăn một miếng đi. Vừa mới nướng xong, cha xem này. Bệ hạ, chuyện liên quan đến Tam Hoàng Tử, việc này cần phải tra rõ rồi mới quyết định. Tử Mặc, ngươi nói xem, chúng ta ở với Phong Nhi lâu như vậy rồi, có phải mỗi lần nó đều nói đúng không? Đúng vậy. Khải Minh Vệ, điều tra rõ động tĩnh của Khương tộc, có phải bị Tây Bắc Vương biết rồi không? Đúng vậy. Vậy còn chưa đủ nói lên tình hình sao? Bệ hạ, Tam Hoàng Tử dù sao cũng nắm giữ binh quyền lớn, trấn thủ biên cương Tây Bắc. Nếu không có bằng chứng, vậy ngươi tự mình đi một chuyến, mang lão Tam về đây cho chấm. Không có bằng chứng, vậy chấm sẽ tự tay phanh phui miệng hắn. Thạch đại nhân, đến lượt ngươi ra tay rồi, nguyện vì nhị hoàng tử xông pha. Không biết nhị hoàng tử cần hạ thần làm gì? Ngươi chỉ cần báo tin cho bệ hạ là được, những việc khác không cần ngươi làm. Lão Tam tên ngốc đó, việc gì cũng phải nhờ ta. Tâu bệ hạ, Thạch đại nhân kiến xin yết kiến. Gọi hắn vào. Vâng, Thạch kiến này. Không phải là người của triệu hội sao? Lúc này hắn đến làm gì? Thần tham kiến bệ hạ. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng dậy đi. Tạ ơn bệ hạ. Thần có một việc muốn tâu lên bệ hạ. Nói. Tuần biên ngự sử Trương La báo cáo quân tình giả. Trương La. Đúng vậy. Tốt lắm.
Đây là không muốn để chậm. Nghi ngờ về chuyện biên cương Tây Bắc à? Được lắm, Triệu Hội. Có phải Triệu Hội bảo ngươi đến không? Không không, không ai chỉ đạo thần cả, chỉ là thần phát hiện. Ý ngươi là không tộc ở biên cương Tây Bắc không có động tĩnh gì à? Đúng vậy. Dù sao chuyện này, Tây Bắc Vương và Khải Minh Vệ đều đã điều tra. Hiện giờ trong nước Đại Chu không ổn định. Thần thấy bệ hạ không cần phải phân tán sức lực vì chuyện này. Mà Trương La Tâu bày chuyện này, càng là có ý đồ xấu. Nói bậy. Chấm hỏi ngươi, ngươi nói năng bừa bãi, hãm hại trung thần. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Nói, bệ hạ, xin bệ hạ minh xét. Vâng, thần tuyệt đối không nói dối, thần lấy tính mạng đảm bảo. Chỉ là tên Trương La đó, báo cáo quân tình giả, tâu bệ hạ. Được. Ngươi nói ngươi lấy tính mạng đảm bảo. Chấm muốn xem thử. Mạng của ngươi có giữ được không? Người đâu? Gọi. Triệu Hội đến đây cho ta. Mang hắn xuống. Vẫn là rượu của Tiên Âm lầu say nhất. Diệu Kỳ còn tưởng công tử sẽ không đến nữa. Sao lại nói vậy? Khi ta mua Tiên Âm lầu tặng nàng, không phải đã nhờ người nhắn tin cho nàng rồi sao? Sắp xếp thế nào rồi? Công tử yên tâm, chuyện công tử giao, thiếp đều đã dặn dò rồi. Không lâu nữa, Tiên Âm lầu sẽ trở thành tai mắt thông nhanh nhất của công tử trong kinh thành. Chỉ là Diệu Kỳ thấy rất lạ. Công tử làm vậy là vì sao? Chuyện không to tát gì. Tóm lại, chuyện này nàng làm rất tốt. Ta nên thưởng nàng thế nào đây? Nàng nghe lời ta, làm việc theo sự sắp xếp của ta. Sau này ta bảo đảm nàng vinh hoa phú quý. Công tử chẳng lẽ muốn tạo phản? Diệu Kỳ quả nhiên tài sắc vẹn toàn. Ngay cả chuyện này nàng cũng đoán được. Nhưng nàng chỉ đoán đúng một nửa. Công tử, nghe thiếp khuyên, dừng tay lại đi. Người thông minh như công tử nên dùng vào đường chính, chứ không phải quay đao vào bên trong gây họa cho Đại Chu. Này không không, kẻ gây họa cho Đại Chu là người khác. Chúng ta bất quá chỉ muốn cùng cha già tìm một nơi an thân trong loạn thế này thôi. Đại Chu thống nhất, lâm hoàng anh minh, loạn thế công tử nói từ đâu mà ra? Đợi khi tam hoàng tử phản loạn nàng sẽ biết. Tam hoàng tử tạo phản, cái này sao có thể? Địa vị của tam hoàng tử tuy không bằng thái tử điện hạ, nhưng cũng là người duy nhất trong ba hoàng tử nắm giữ binh quyền lớn, hơn nữa là con trai lâm hoàng tin cậy nhất, sao có thể phản loạn được? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Tóm lại, tam hoàng tử là kẻ không có đầu óc, hắn bị kẻ tiểu nhân xúi giục mất cả lý trí. Hắn và Triệu Hội tể tướng sẽ là những nhân vật quan trọng nhất trong cơn bão ở kinh thành. Triệu Hội tể tướng, ông ta cũng không chỉ là tể tướng, nhị hoàng tử cũng đang dục dịch. Khoan đã công tử. Công tử đột nhiên nói cho thiếp biết nhiều chuyện như vậy, đầu óc thiếp rối cả lên rồi. Nào là tể tướng, nào là nhị hoàng tử. Công tử, những tin tức này công tử biết từ đâu? Cái này ta có kênh riêng để biết được. Tóm lại loạn thế sắp đến rồi, ta cần Tiên Âm lầu trở thành tai mắt của ta để làm việc lớn. Công tử, cảm ơn công tử đã ban cho thiếp Tiên Âm các này. E rằng tiện nữ không có phúc hưởng thụ. Lời này là ý gì? Thiếp tuy chỉ là kỹ nữ hèn mọn, nhưng cũng biết quốc gia trước, gia đình sau. Công tử chỉ dựa vào suy đoán của mình mà muốn làm chuyện bất nghĩa như vậy. Xin thứ lỗi khó lòng tuân theo, nàng không tin ta. Không phải thiếp không tin, chỉ là tể tướng và tam hoàng tử đều là trụ cột của Đại Chu, lẽ ra không nên. Nàng đã nói rồi, lẽ ra mà thế sự biến đổi khó lường. Ta nói họ sẽ phản, thì họ nhất định sẽ phản. Tóm lại, địa khế Tiên Âm các này tạm để ở chỗ nàng, sớm muộn gì cũng là của nàng. Tiểu nữ khó lòng tuân theo.
cô nương là kỹ nữ, nhưng lại lo cho thiên hạ. Đáng khâm phục. Đã nàng kiên trì như vậy, ta cũng không ép buộc nữa. Thế này, chúng ta đánh cược đi. Đánh cược, này. Cược về chuyện tam hoàng tử. Nếu ta thua, chuyện tiên âm các ta sẽ không hỏi hắn nữa. Nhưng nếu ta thắng, nếu thế đạo thật như công tử dự đoán, thì tiên âm các sẽ tâm cam tình nguyện trở thành tai mắt của công tử. Diệu Kỳ cũng sẽ giúp công tử thành sự. Tốt. Một lời đã định. Báo. Điện hạ, lính đóng ở Tây Bắc đã rút hết về. Lúc này đang được ba tướng lĩnh thống lĩnh chỉnh đốn. Không quá 5 ngày sẽ có thể xuất quân. Trà ngon thật. Còn 5 ngày nữa, Đại Chu này sẽ thay trời đổi đất rồi. Phụ hoàng, con sắp phải có lỗi với người rồi. Kinh thành gần đây có gì khác thường không? Tâu điện hạ, kinh thành vừa truyền tin đến, lính không có gì bất thường. Kinh thành dường như đối với động thái của chúng ta không hề hay biết. Bản vương đã nói rồi, qua mặt được Khải Minh vệ, thêm việc bản vương tự mình bảo đảm, chỉ dựa vào một tuần biên ngự sử nhỏ bé, làm sao có thể khiến triều đình phát hiện? Tên Diêu đại này cũng coi như một đời anh hùng, giờ cũng sợ hãi rút lui. Đi, truyền lệnh cho Diêu đại, bảo hắn hành động theo kế hoạch. Còn nữa, bảo hắn lập tức đến phủ bản vương bàn bạc chuyện liên quân khởi sự. Vâng. Báo. Đại thống lĩnh, như ngài dự đoán, động tĩnh của Khương tộc quả thật có chút bất thường. Xem ra lần này lại bị tiểu hoàng tử nói trúng rồi. Phủ Tây Bắc Vương này quả nhiên có vấn đề. Không kinh động đến phủ Tây Bắc Vương chứ? Đại thống lĩnh yên tâm, lần này thần âm thầm hành động, không gây chú ý cho bất kỳ ai. Rất tốt. Sáng sớm mai khi trời vừa sáng, theo ta vào kinh thành, đi gặp tam hoàng tử điện hạ của chúng ta. Vâng. Bản đồ này tinh xảo đến vậy. Tam hoàng tử, lấy được từ đâu vậy? Bản đồ này là lúc Đại Chu ta và Ba Tư thi đấu mà có được, do các họa sĩ khác bắt chước vẽ lại, vẽ rất tinh xảo, dùng làm bản đồ hành quân, không gì thích hợp hơn. Thật tuyệt vời. Khương Vương, gần đây du ngoạn ba quận Tây Bắc của ta, cảm thấy thế nào? Tuyệt vời. Tam hoàng tử, sau này khi ngươi kế vị đại vị, đừng quên ước định giữa hai ta nhé. Yên tâm. Ước định giữa hai ta, sau khi chúng ta khởi sự thành công, ta nhất định sẽ tặng ba quận Tây Bắc cho Khương tộc các ngươi. Tốt. Vậy xin cảm ơn tam hoàng tử trước. Không, cảm ơn bệ hạ. Tam hoàng tử điện hạ, phân chia lãnh thổ là đại sự, bệ hạ có biết không? Trần đại thống lĩnh, ngươi sao lại đến đây? Tam hoàng tử, hắn là ai? Ta là đại thống lĩnh Khải Minh vệ Đại Chu, Trần Tử Mặc, còn ngươi là ai? Muốn đi? Đã hỏi qua thanh đao trong tay ta chưa? Ngươi dám phản? Ngươi mời tam hoàng tử điện hạ cùng vị bạn này về kinh thành. Trần Tử Mặc, ta là tam hoàng tử, hôm nay ngươi đối xử với ta như vậy, ngày sau phụ hoàng ta nhất định sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Thất lễ rồi, tam hoàng tử điện hạ, ta cũng chỉ tuân lệnh hành sự. Nếu trong đó có hiểu lầm, ngươi cũng có thể về kinh thành nói với bệ hạ. Mang đi. Này tam hoàng tử. Sao vậy? Có tâm sự à? Cuộc đánh cược này
Đã qua vài ngày rồi. Nhưng Diệu Kỳ chưa từng nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến biên cương Tây Bắc. Công tử, cuộc đánh cược của công tử e rằng sắp thua rồi. Nàng nói cái này à? Nếu không có gì bất ngờ, mấy ngày này chắc sẽ có tin tức chuyển đến. Làm sao có thể? Không nên thế chứ. Rốt cuộc là ai đã phản bội chúng ta, Lâm Việt? Ngươi giải thích cho ta đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra, ta sẽ ở đây cùng ngươi. Theo ta thấy, đây chính là kế hoạch. Đại Chu các ngươi cố tình bày ra để bắt ta, ngươi. Phụ hoàng. Đồ nghịch tử. Chẳng tin tưởng ngươi như vậy. Giao cả đại quân Tây Bắc cho ngươi. Ngươi lại dám nổi binh tạo phản. Ngươi có xứng đáng với sự tin tưởng của chẳng không? Phụ hoàng, nhi thần. Con làm sao dám chứ phụ hoàng? Kế hoạch của các ngươi, Trần thống lĩnh đã nghe hết rồi. Còn nữa, thư từ qua lại của các ngươi đều ở đây. Ngươi có biết không? Mưu phản tạo phản là tội chết. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Ngươi hãy nể mặt mũi mẫu phi đã mất. Tha cho nhi thần đi. Phụ hoàng, ngươi còn mặt mũi nhắc đến mẫu hậu ngươi. Đồ nghịch tử. Hôm nay, bệ hạ, xin bệ hạ bớt giận. Việc này liên quan đến gốc rễ quốc gia. Mong bệ hạ bình tĩnh lại, rồi thận trọng bàn bạc việc xử lý tam hoàng tử. Người đâu? Mang tên nghịch tử này xuống cho ta, chờ ngày xử lý. Phụ hoàng, phụ hoàng tha cho con. Phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng. Ngươi là ai mà dám tham gia vào việc mưu phản? Người này là nội trạch của tam hoàng tử. Hắn đang cùng tam hoàng tử bàn bạc việc cắt đất. Chắc là người có địa vị cao của Khương tộc. Có chút thú vị. Đã là người có địa vị cao, chắc hẳn đối với bố trí binh lính của Khương tộc rõ như lòng bàn tay. Hiện giờ Khương tộc xâm nhập biên cương Tây Bắc, có lẽ đây lại là một cơ hội. Ngươi giao ra bố trí binh lính của Khương tộc, chấm sẽ tha cho ngươi một mạng. Hôm nay ta bị Đại Chu các ngươi bắt, coi như ta xui xẻo. Muốn giết muốn chém tùy ý các ngươi, nhưng muốn từ miệng ta hỏi ra nửa chữ, nằm mơ đi. Đúng là một hảo hán. Tử Mặc, giao hắn cho Khải Minh vệ, nhất định trong thời gian ngắn nhất phải hỏi ra bố trí binh lính của Khương tộc. Vâng. Lão tặc, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Lại có tâm sự rồi. Nói đi. Công tử, thiếp vừa nghe. Để ta đoán xem. Nàng nghe nói tam hoàng tử nổi binh tạo phản rồi, đúng không? Đúng như công tử dự đoán. Tam hoàng tử cấu kết với Khương tộc, muốn tạo phản, đã bị Khải Minh vệ bắt về kinh rồi. Cùng về còn có một Khương tộc. Nàng thấy chưa? Ta đã nói tam hoàng tử hắn. Khoan đã. Nàng nói là tam hoàng tử chưa kịp nổi binh đã bị bắt rồi. Đúng vậy. Đây là một đại thần trong triều. Sau khi uống rượu tiết lộ, nói là tam hoàng tử hai ngày trước đã bị áp giải về rồi. Công tử, quả nhiên là tiên tri tiên giác. Chết tiệt. Sử sách không phải nói tam hoàng tử đánh một đường đến kinh thành, sau đó Lâm hoàng đích thân phá trận mới bị bắt sao? Lừa đảo thật. Công tử à, ngài nói gì vậy? Không có gì, ta nói là nàng đi dò la thêm về chuyện này đi. Ta về trước đây. Công tử đi thong thả, nếu có động tĩnh gì ta sẽ lập tức sai người báo cho công tử. Sau này Diệu Kỳ và Tiên Âm Lầu đều là tai mắt của công tử. Bệ hạ vẫn không khai. Người này thật cứng miệng. Quả thật là hảo hán. Khải Minh vệ cũng không thể từ miệng hắn lấy được tin tức gì có ích. Vậy lão tam thế nào rồi?
Tam hoàng tử vẫn không chịu ăn uống, miệng luôn lẩm bẩm xin lỗi bệ hạ. Và hoàng phi đã mất. Lão Tam đi đến bước này, trẫm cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Nếu lúc đầu không e dè, hoàng phi và chân phi cũng không. Thấy bệ hạ gần đây lo lắng, hay là thần theo bệ hạ đến chỗ tiểu hoàng tử uống vài chén rượu. Ngu tử, ngươi thể mà không dám tự đi, phải kéo trẫm đi cùng phải không? Nhưng cũng tốt, đã lâu rồi không đến thăm Phong Nhi, cũng không biết nó tạo phản thế nào rồi. Đi thôi. Này bệ hạ à, bệ hạ, đều là tạo phản, ngài đối xử khác biệt quá đấy. Ngươi nói Phong Nhi đến Tiên Âm Các đến giờ vẫn chưa về, phu quân đêm qua ra ngoài đến giờ chưa về. Không sao không sao, chúng ta uống chút trà ở đây. Đợi một chút. Ngài đối với tiểu hoàng tử thật sự quá kiên nhẫn rồi. Lão già này, người khác không biết chứ, nhưng ngươi phải hiểu rõ, trong cung điện đó buồn bực lắm, sao có thể thoải mái như ở đây. Bệ hạ có tâm sự, đừng nhắc nữa. Hiện giờ đại chu nội loạn, lòng ta buồn bực lắm. Nói đến chuyện này, bệ hạ, Khương tộc nên đối phó thế nào? Khương tộc này đối với ba quận Tây Bắc của ta thèm thuồng đã lâu, giờ lại đóng quân gần đó. Chuyện này nếu không giải quyết kịp thời, sợ rằng sau này sẽ gây phiền phức lớn. Đúng như bệ hạ nói, chúng ta phải tiếp tục tra tấn. Chỉ là tên Khương tộc đó miệng quá cứng, hiện chỉ phát hiện trên người hắn có hình xăm hình đại bàng, ngoài ra không có gì khác. Vết thương hình đại bàng, Thanh Trúc cũng nghe nói qua rồi sao? Có lần nói chuyện phiếm, nghe phu quân nhắc đến một Khương tộc có vết thương hình đại bàng trên lưng, chỉ là thiếp nhớ không rõ lắm. Vậy là Phong Nhi cũng biết người này. Thúc, sao các người lại đến? Về rồi à? Phong Nhi, con có biết có một người trên lưng có hình xăm đại bàng của Khương tộc không? Hình xăm đại bàng Khương tộc, Khương Vương Diêu Đại phải không? Hóa ra là hắn. Sao vậy? Cười vui vẻ thế? Không có gì, không có gì, chỉ là nghe nói qua người này, hơi tò mò thôi. Thiếu gia à, chuyện Khương Vương con còn biết gì nữa không? Khương Vương Diêu Đại à? Sử sách hậu thế ghi chép, sự kiện chính của người này là cùng Tam Hoàng tử tạo phản. Hai người cùng đánh đến chân kinh thành, làm người rất độc ác, đánh trận rất dũng mãnh, còn muốn chiếm ba quận Tây Bắc của Đại Chu. Lịch sử còn nói, tên Diêu Đại này rất trăng hoa, lúc còn trẻ đặc biệt sinh được một đứa con trai. Tại sao nói người này tàn nhẫn thì hắn đã đem đứa con gửi về quận Thành Dương của Đại Chu, học binh pháp của Đại Chu và cách buôn bán. Tên gì nhỉ? Tên Diêu Thắng. Hắn có một đứa con trai ở quận Thành Dương. Diêu Thắng, không tộc bọn họ không phải cưỡi ngựa sao? Tên Diêu Thắng này hơi xui, cứ cưỡi mãi, hai cái của đàn ông bị nghiền nát, không sinh được con nữa. Sau đời chỉ có một đứa con, cưng chiều lắm. Ra đi. Truyền lệnh của ta, Khải Minh vệ lập tức đến quận Thành Dương bắt giữ Diêu Thắng, con trai Khương Vương Diêu Đại. Vâng. Phong Nhi à, sao lại nổi giận? Ta thấy tình hình có vẻ hơi khác. Chỗ nào không đúng? Sử sách ghi chép, Tam Hoàng tử liên kết với Khương tộc đánh đến chân kinh thành, Lâm Hoàng đích thân xuất chinh phá trận, họ mới thất bại. Giờ là tình hình gì? Tam Hoàng tử chưa kịp xuất quân đã bị bắt rồi. Trong sử sách nói Lâm Hoàng ra mà càng sung đích thân dẫn quân xuất chinh đánh thắng trận, chứng tỏ Lâm Hoàng này
rất lợi hại. Lão gia nói đúng. Lâm Hoàng uy vũ. Không không không, thúc, chúng ta chú ý sai trọng điểm rồi. Là hiện giờ, sự thật đã xảy ra sai lệch. Các người có biết tại sao lại không giống không? Theo lý mà nói, không nên như vậy. Này, liệu điều này có ảnh hưởng đến cuộc khởi nghĩa sau này của chúng ta không? Nào nào nào, uống rượu trước đã. Nào nào nào. Thiếu gia, ta nghe nói con đã thu tiên âm các làng của mình rồi. Đúng là có chuyện đó. Này Diệu Kỳ đó, thật sự đàn cờ sư họa đều tinh thông. Muốn đức có đức, muốn tài có tài. Thật hoàn hảo. Hiện giờ, người phụ trách tiên âm tất cho con gọi là Diệu Kỳ. Đúng vậy, người này ta cũng có nghe nói. Không hổ danh là đệ nhất kỳ nữ thiên hạ. Nếu hôm nay không có việc gì, ta thấy con nên mời cô ấy đến, chúng ta gặp mặt. Cái này e rằng không thích hợp lắm, nương tử. Phu quân không sao đâu, cứ làm theo lời cha nói. Tốt. Không hổ danh đệ nhất tài nữ kinh thành. Kỹ thuật đánh đàn này, ta thấy so với nhạc sĩ trong cung còn hơn một bậc. Đại nhân quá khen, tiện nữ chỉ biết chút ít về đàn, không dám so với nhạc sĩ trong cung. Cha còn nghe qua nhạc sĩ trong cung à? Đương nhiên rồi, cha con giàu có như vậy, việc gì làm không được. Trên người cha con còn nhiều chuyện con không biết lắm. Quả là một kỳ nữ. Tử Mặc, nếu có rảnh, hẹn Diệu Kỳ cô nương đến nhà ngồi chơi. Quả nhiên là mỗi lần đến chỗ Phong Nhi đều có thu hoạch. Thần lại có chút tò mò, tử nóng vội thế này. Nếu biết bệ hạ chính là thiên tử Đại Chu hiện tại, sẽ phản ứng thế nào? Nghĩ đến thật sự rất mong đợi. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc. Chậm muốn xem thử tiểu hoàng tử này rốt cuộc có thể đi được đến đâu. Chỉ là hiện tại tiểu hoàng tử có tiên âm các, tai thính mắt tinh. Nếu Đại Chu xảy ra khác với kế hoạch của hắn, với sự thông minh của tiểu hoàng tử, chắc chắn sẽ nghi ngờ đến bệ hạ là ngài. Không sao, chuyện này chấm đã có đối sách từ lâu. Việc cấp bách hiện tại là chuyện Khương Vương Diêu Đại. Lúc đó ta muốn xem thử hắn còn cứng miệng nữa không. Không ngờ Lâm Hoàng Đại Chu đích thân đến nhà lao này thẩm vấn ta, thật là vinh hạnh của ta. Chậm đến đây chủ yếu là muốn nhắc nhở ngươi, ra rồi thì thật thà ai báo đi, nếu không chậm có thể rất tàn nhẫn đấy. Ngươi càng gấp gáp ta càng vui. Chỉ cần vó ngựa sắt của Khương tộc ta ở lại ba quận Tây Bắc thêm một ngày, bách tính Đại Chu sẽ chịu thêm một ngày khổ. Trừ phi ngươi thả ta ra. Ngươi đang mơ à? Được thôi, tiếp ta đi. Các ngươi bao lâu mới có thể đuổi Khương tộc chúng ta ra khỏi ba quận Tây Bắc? Trong thời gian đó, Đại Chu sẽ chết bao nhiêu bách tính vô tội? Ngươi chắc chắn không nói phải không? Khương Vương Diêu Đại, ngươi làm sao biết được? Là tên nhát gan Tam Hoàng Tử phải không? Tam Hoàng Tử tạo phản bị bắt, hiện giờ đã mất trí. Thủ đoạn của Đại Chu ta vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Biết được thân phận của ngươi là chuyện rất đơn giản. Bây giờ
ngươi có thể khai thật được chưa? Giết bị ngươi lừa. Không ngờ đường đường là Lâm Hoàng Đại Chu, chỉ biết dùng thủ đoạn. Đúng vậy, ta chính là Khương Vương. Thì sao nào? Ngươi chỉ biết thân phận của ta mà thôi. Nếu không, ngươi sẽ không đến nhà lao bẩn thỉu này thẩm vấn ta. Ta khuyên ngươi nên thành thật khai báo, đừng tự chuốc lấy phiền phức. Không sợ nói cho ngươi biết, lúc bị bắt đã dặn dò binh lính rồi. Nếu như 10 ngày không về, binh lính Khương tộc lớn mạnh sẽ tản ra khắp 3 quận Tây Bắc, cướp bóc các nơi, sau đó quay trở lại Thảo Nguyên. Ngươi, thời hạn 10 ngày chỉ còn lại 3 ngày. Các ngươi không còn thời gian nữa. Hơn nữa, hiện giờ đại quân Tây Bắc của Đại Chu như rắn mất đầu, còn kỵ binh sắt của Khương tộc ta đến đi như gió. E rằng sau 3 ngày nữa, 3 quận Tây Bắc của các ngươi Đại Chu sẽ là một vùng đất chết chóc. Bây giờ lập tức giao nộp bản đồ phòng thủ của Khương tộc, nếu không ta nhất định khiến ngươi phải hối hận, hoặc là thả ta ra, hoặc là cứ nhìn dân chúng Đại Chu của các ngươi chịu cảnh tang thương. Rất tốt. Đây đều là do ngươi ép chẳng phải làm. Người đâu, đem Diêu Thắng lên đây. Đi, quỳ xuống, cứu con với cha. Các ngươi, các ngươi làm sao tìm được con trai ta vậy? Chấm đã nói rồi, Đại Chu ta có cách của Đại Chu ta. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, là tự ngươi chết, hay là ngươi và con trai ngươi cùng chết. Cứu con với chấm vốn không muốn làm chuyện tàn nhẫn như vậy, vì thế đã cho ngươi một cơ hội, nhưng mà ngươi không trân trọng. Người đâu, đem Diêu Thắng ra trảm. Đừng mà cha, thật sự đừng mà cha. Ta nói, Thái Di đã mang theo bản đồ bố phòng quân lực do Khương tộc cung cấp đi đến biên giới Tây Bắc. Tính thời gian, có lẽ có thể kịp trước khi Khương tộc đột kích. Ra tay trước, chúng ta đã nắm bắt toàn diện toàn bộ binh tướng của Tam Hoàng tử. Đối phó có lẽ không có vấn đề gì. Nếu thuận lợi, Đại Chu ta không chỉ có thể vãn hồi cục diện, mà còn có thể đánh bại Khương tộc, còn có thể lấy lại biên giới Tây Bắc. Đây thật là họa ta HNHF phúc. Có thể có bước ngoặt này, còn phải cảm ơn bệ hạ ngài quyết đoán sáng suốt. Ngươi sao cũng học cách định hót chậm rồi. Điều này không liên quan gì đến ta, tất cả đều là công lao của Phong Nhi. Nói đến tiểu hoàng tử, bệ hạ, việc của Diêu Đại cũng đã xử lý xong. Bệ hạ ngài cũng có thời gian rảnh, có phải nên đi thăm tiểu hoàng tử không? Được, vậy chúng ta hãy đi xem. Diệu Kỳ cô nương, việc cô dặn dò đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Bạc và tiền mặt đều đặt ở nơi cô đã sắp xếp. Còn có cửa bí mật cũng đã bảo thợ làm xong rồi. Chỉ là cô chuẩn bị những thứ này để làm gì vậy? Ta biết rồi, những chuyện khác ngươi đừng hỏi nữa. Biết quá nhiều đối với ngươi không có lợi. Giờ này rồi, bên ngoài không có ai, lúc nãy ta đi qua đều đã xem rồi. Còn một chuyện nữa, ta hy vọng mẹ có thể hiểu rõ. Đại Chu sắp có biến loạn, tiên âm các hiện giờ cũng không giống tiên âm các ngày xưa nữa. Ngươi cứ làm tốt việc của mình là được, để tránh gây họa cho mình. Ta biết rồi, con cứ yên tâm, bên các cô nương ta sẽ đi dặn dò. Còn việc con dò la tin tức, ta chỉ sai vài người kín miệng đi làm. Tốt, vậy ta đi trước đây. Công tử cứ yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra, Diệu Kỳ tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngài. Công tử, công tử, hai vị công tử thật sự không thể vào được.
Đợi một chút. Mẹ, mẹ xuống trước đi, con sẽ xử lý được. Được rồi. Chúng ta là Khải Minh Vệ, cô nương xin hãy đi với chúng ta một chuyến. Không ngờ lại là Khải Minh Vệ. Xem ra là chuyện của công tử đã bị bại lộ. Thân là một nữ tử hèn kém vào cung, e sẽ làm tổn hại đến danh tiếng hoàng gia. Chỉ bằng mệnh lệnh của hoàng thượng không thể trái. Cô nương xin mời. Chúng ta cũng chỉ làm theo mệnh lệnh. Cô nương đừng làm khó chúng ta thì tốt hơn. Lâm hoàng thân tự hạ lệnh. Phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ ta sẽ bị bắt như vậy sao? Không được. Đến lúc đó ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Cô nương, cô đang nghĩ đến chuyện của Lâm công tử phải không? Chuyện này, cô không cần lo lắng đâu. Đó cũng là người của chúng ta. Chẳng lẽ công tử đã... Cô nương đã đến rồi, cô có thể cởi áo choàng ra. Đây là nơi nào? Ngự thư phòng. Không phải nên đưa ta đến thiên lao sao? Ông, lát nữa cô sẽ biết. Không ngờ ta một kỹ nữ lầu xanh lại cũng có cơ hội được một lần chân vào ngự thư phòng của Đại Chu Hoàng Cung. Chỉ là không biết rốt cuộc là vì sao. Chẳng lẽ là muốn ta nói nhiều hơn về chuyện của công tử? Không đúng. Vừa rồi tên Khải Minh Vệ đó nói chỗ ở của công tử đều là người của Khải Minh Vệ. Điều đó có nghĩa là họ đã bắt được công tử. Vậy tại sao lại phải quanh co như vậy? Không cần đoán nữa. Tiện nữ Diệu Kỳ, xin gặp bái kiến bệ hạ. Đệ nhất kỹ nữ Diệu Âm Các, đệ nhất tài nữ kinh thành Diệu Kỳ. Chậm, đã nghe danh từ lâu. Giọng nói này sao nghe có vẻ quen tai. Ngươi thông minh hơn người. Ngươi đoán thử xem. Chậm, vì sao gọi ngươi vào cung? Vì mưu phản tạo phản. Ngươi chỉ đoán đúng một nửa, còn một nửa nữa tiện nữ không biết. Ngươi ngẩng đầu lên. Tiện nữ không dám. Đứng dậy đi. Tạ ơn bệ hạ. Chấm nói luôn nhé, dù là đệ nhất tài nữ kinh thành cũng không thể đoán được. Đúng đúng đúng, bệ hạ thắng rồi. Vậy ngài không phải là cha của công tử, mà là thiên tử của Đại Chu. Không không, ta vừa là thiên tử của Đại Chu, vừa là cha của Phong Nhi. Vậy công tử là hoàng tử của Đại Chu, nhưng chính chàng không biết. Nhưng bệ hạ đối với công tử, không đúng, là đối với điện hạ, lại không giống như là đóng kịch. Khi đề cập đến việc tạo phản, cũng tỏ ra rất hứng thú. Vì vậy bệ hạ, ngài muốn nhân cơ hội này thử thách một chút năng lực của điện hạ. Xem ra bệ hạ đối với công tử vẫn rất coi trọng. Tốt, ngươi quả thật thông minh hơn người, không phải hư danh. Được, có chút thú vị. Đúng vậy, Phong Nhi vừa mới chào đời, mẫu thân của nó đã qua đời. Phong Nhi cũng vì thế mắc chứng đần độn. Có điều chậm, năm đó thế đơn lực bạc, chỉ có thể gửi nó ra ngoài cung nuôi dưỡng. May mắn thay trời xanh có mắt, sự trưởng thành của Phong Nhi cũng thuận lợi. Hiện giờ Phong Nhi đã thành tài. Chậm lại muốn xem dựa vào khả năng của bản thân nó rốt cuộc có thể đi đến đâu. Vì vậy ta để cho nó tự do làm việc. Còn về phần ngươi, phải hợp tác tốt với Phong Nhi, tự do hành động. Bệ hạ, ý của ngài là... Ý của chấm chính là để ngươi hợp tác tốt với Phong Nhi, tạo phản. Lâm Phong bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm. Khải Minh Vệ sẽ không làm khó các ngươi, nhưng hành sự đừng quá khoa trương. Bệ hạ vẫn chưa muốn để thân thế của Lâm Phong quá sớm bại lộ. Tiện nữ xin ghi nhớ. Được rồi, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Tạ ơn. Còn một việc quan trọng nhất, Phong Nhi thông minh hơn người. Chuyện của Tam Hoàng Tử chính là nó nói cho chậm biết. Bảo sao công tử lần trước đến liền nghi ngờ chuyện này.
Vậy ý của bệ hạ là, nếu sau này lại gặp tình huống tương tự, chúng ta nên báo cho công tử biết tình hình. Chấm thích nói chuyện với người thông minh. Chuyện đúng là như vậy. Sau này cứ làm như thế. Diệu Kỳ cô nương, bệ hạ đang hỏi ngươi đấy. Tiện nữ mạo muội, dám hỏi bệ hạ làm vậy có ảnh hưởng gì đến điện hạ không? Điện hạ đối với tiện nữ có ân có tình. Nếu làm điều gì tổn hại đến lợi ích của điện hạ, thậm chí là an toàn của ngài ấy, tiện nữ thà chết cũng không làm. Quả nhiên là nữ tử có tình có nghĩa. Yên tâm đi, chấm sẽ không làm hại Phong Nhi đâu. Thậm chí, chuyện của Tam Hoàng tử ta cũng sẽ không truy cứu. Huống chi, Phong Nhi hoàn toàn không biết gì. Chuyện này, vẫn là chấm cố ý dung túng nó. Tiện nữ nguyện vì bệ hạ và công tử, hiến thân như chó ngựa. Tốt tốt. Tử Mặc, phái hai cao thủ bảo vệ Diệu cô nương. Vâng. Chấm hỏi ngươi, ngoài chuyện của Tam Hoàng tử, Phong Nhi còn nói gì với ngươi không? Điện hạ ra lệnh cho Tiên Âm các đi xem xét trong lãnh thổ Đại Chu, nơi nào tích trữ nhiều lương thực cũ nhất, và ra lệnh người đi mua số lượng lớn lương thực cũ. Phong Nhi có nói vì sao không? Điện hạ không đề cập. Tốt, ngươi về trước đi. Sau này nếu có việc gấp, ngươi cứ sai bảo Khải Minh vệ trong Diệu Âm Các. Diệu Kỳ xin ghi nhớ. Tốt. Tử Mặc, ngồi xuống. Tử Mặc, ngươi nói xem Phong Nhi mua số lượng lớn lương thực cũ để làm gì? Bệ hạ, có phải là để tích trữ quân lương không? Rất có khả năng. Quản chế lương thực của Đại Chu vô cùng nghiêm ngặt. Những vụ giao dịch lương thực lớn đều có ghi chép vào sổ. Cá nhân muốn tích trữ quân lương chỉ có thể mua lương thực cũ. Chỉ là sử dụng lâu dài lương thực cũ sẽ gây tiêu chảy. Tướng sĩ ăn vào sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Phong Nhi thông minh như vậy, sao lại có thể phạm sai lầm cơ bản như thế? Bệ hạ đã tò mò như vậy, sao không tự mình đi hỏi tiểu hoàng tử? Ta thấy ý kiến này không tồi. Tiện thể ăn chút rượu ngon thịt ngon của nó. Phong Nhi, bên ngươi tiến triển có thuận lợi không? Thuận lợi. Nhìn ta làm việc ngài còn chưa yên tâm sao? Vậy vấn đề lương thực cũng giải quyết rồi. Ngài lo lắng Đại Chu quản lý quá nghiêm, ta sẽ không có được lương thảo sao? Chuyện này ngài đừng lo lắng, ta có cách mà. Nếu quân lương khó thu thập, ta thấy chi bằng kiếm chút lương thực cũ gì đó. Ý của ngươi là dùng lương thực cũ làm quân lương? Ngươi thấy không sao chứ? À không, ta nghe Thanh Trúc nói ngươi đang mua những thứ này, nhưng chúng sao có thể làm quân lương được? Hành quân đánh trận phải ăn lương thực tốt. Nếu ngươi nói vậy thì ta yên tâm rồi. Đã biết những điều này, vậy tại sao còn mua lương thực cũ? Lương thực cũ, ta có cách dùng khác, ngài đừng lo. Chuyện này tạm thời giữ bí mật đã, thiếu gia. Ý của lão gia là, nếu không dùng lương thực cũ, Đại Chu chúng ta sẽ rơi vào thế bí. Nhưng hiện nay quản lý lương thực nghiêm ngặt như vậy, ngài làm sao thu thập được quân lương? Trần Thúc, vậy ta nói thật với các người, thực ra chuyện quân lương này, hiện tại ta quả thật chưa có cách giải quyết. Nhưng sau đó sẽ có cách thôi. Đại Chu có nhiều kẽ hở lắm, chuyện lương thảo này còn không dễ giải quyết sao? Vậy cần dùng diệu kế gì? Con là người muốn tạo phản. Nếu con ngay cả lương thảo này và vũ khí cũng không giải quyết được, con còn tạo phản gì nữa? Cha yên tâm.
Khoan đã. Ý con nói là cả vũ khí cũng giải quyết rồi sao? Cha ngồi xuống đã, đừng gấp gáp thế. Vũ khí và lương thảo đều không phải là chuyện quan trọng nhất. Hiện giờ nạn đói sắp đến rồi, chúng ta phải làm vài chuyện lớn khác. Tử Mặc, ngươi nói phương pháp của Phong Nhi là tốt hay không tốt? Cách của tiểu hoàng tử có thể nói là bước đi mạo hiểm trước thiên hạ. Nhưng sự giác ngộ này trước cục diện lớn lao là điều mà Tử Mặc mãi mãi không thể sánh được. Phong Nhi có thể nghĩ ra ý tưởng như vậy, xem ra chấm vẫn còn đánh giá thấp nó. Đúng như lời bệ hạ nói trước đây, mỗi lần gặp tiểu hoàng tử, bệ hạ đều có thể có được điều gì đó ý nghĩa. Đúng vậy, hạn hán ở Trung Nguyên đã kéo dài 2 tháng rồi, hiện giờ quốc khố lại căng thẳng, ta đang lo lắng về việc này. Không ngờ Phong Nhi lại đưa ra cách giải quyết hay như vậy. Bệ hạ, việc này cần phải suy xét kỹ. Cách của tiểu hoàng tử tuy có thể giải quyết lo âu, nhưng hành động này nếu không cẩn thận sẽ là vực sâu vạn trượng. Đúng vậy, nhưng chấm không thể nhìn dân chúng Trung Nguyên chết đói dần dần. Đợi 3 người họ đến, xem họ có ý kiến gì hay không. Thái tử đến. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Nạn đói sắp đến, các ngươi có cách giải quyết nào không? Phụ hoàng, nhi thần cho rằng để trị nạn đói có 5 điểm sau. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng lúc này có thể trước tiên binh mã không động, lương thảo đi trước. Sao có thể như vậy được? Im miệng, toàn là những ý kiến vớ vẩn gì thế? Lão Tam, ngươi nói xem. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng nếu quốc khố trống rỗng nên phát binh đánh ra ngoài để chuyển vấn đề sang nước khác. Im miệng, ý kiến vớ vẩn gì thế? Các ngươi từ tâm hồn đến trí tuệ luôn không thể so với nó. Phụ hoàng, ngài nói nó ý chỉ ai ạ? Ngươi đừng hỏi nhiều, ngươi lui xuống đi. Vâng, nhi thần cáo lui. Nhi thần cáo lui. Lão Tam, ngươi ở lại. Ngươi vừa ở trong tù ra hiện, có gì muốn nói với ta không? Phụ hoàng, hài nhi đã biết lỗi rồi. Ngươi chỉ nói một lời biết lỗi là có thể cứu được sinh mạng của dân chúng Đại Chu Đông Đảo sao? Ngươi làm Tây Bắc Vương nhưng lại vô trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy đi làm một binh sĩ bình thường. Khi nào lập công, khi đó khôi phục chức vụ cũ. Vâng, nhi thần cáo lui. Bệ hạ, vậy việc cứu trợ nạn đói này nên làm thế nào? Xem ra chỉ có thể làm theo cách của Phong Nhi thôi. Nhưng trước khi làm điều đó, còn phải bàn bạc với các đại thần trong triều một lần nữa, rồi mới quyết định. Hạn hán sắp đến, tấu chương của các khanh trẫm cũng đã xem, trong đó không có một kế sách nào có thể giải quyết tình hình nạn đói ở 5 quận Trung Nguyên. Bệ hạ, dù sao lương thực trong kho quốc gia cũng có hạn, gái khéo không thể nấu cơm không có gạo, ngay cả thần tiên đến đây cũng không có cách nào. Vô năng thì nói là vô năng, ai nói thần tiên đến cũng không có cách nào. Trước đây chấm định đổi lương thực trong kho quốc gia thành lương thực cũ để cứu tế bách tính. Bệ hạ, vạn lần không thể. Ngươi nói xem có gì không thể? Đổi lương thực mới thành lương thực cũ tuy có thể lấp đầy các kho lương trong các quận, nhưng vật này không phải thức ăn của người. Nếu người khác lấy đó làm cớ làm ảnh hưởng nặng nề đến thanh danh bệ hạ thì sao? Lời của tể tướng thật đáng cười.
chấm xuất thân từ dân thường, từng trải qua nhiều tai ương. Các ngươi ở địa vị cao, có từng tận mắt thấy nạn đói chưa? Khi nạn đói xảy ra, đừng nói đến rễ cây vỏ cây, ngay cả cỏ kiến cũng đem ra ăn cho đỡ đói. Người chết vì ăn những thứ lạ còn nhiều hơn người chết đói. Dùng lương thực cũ cứu tế bách tính, có gì không thể? Bệ hạ, dù cho năm quận Trung Nguyên, bách tính có thể hiểu được bệ hạ, nhưng các quận huyện khác, người không gặp nạn không hiểu được bệ hạ, há chẳng phải sẽ chỉ trích bệ hạ vô đồ? Hoang đường, hoang đường, thật là hoang đường. Ngươi làm tể tướng, nói ra lời như vậy quá uổng công làm tể tướng của Đại Chu. Thần nói sai, xin bệ hạ tha tội. Chấm giận không phải vì lời ngươi nói, mà là vì ngươi làm tể tướng của Đại Chu lại có thể nói ra lời hoang đường như vậy. Chấm hỏi ngươi, trên ngọc tỷ truyền quốc này khắc chữ gì? Thụ mệnh chư thiên, ký thọ vĩnh xương. Triệu Hội, ngươi nói ta nghe, điều này có ý nghĩa gì? Bệ hạ, thụ mệnh trời cao nên ban phúc cho thiên hạ, bảo vệ bách tính Đại Chu trường thọ an khang, vận nước thịnh vượng. Đã như vậy, tại sao ngươi lại nói ra những lời đáng cười vừa rồi? Ngươi thậm chí không bằng một kẻ bình dân. Phong Nhi, kế này là con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Con vừa nói rồi đó. Vậy nếu việc này đổi thành Lâm Hoàng sẽ như thế nào? Hơn nữa giữa hai việc này có liên quan gì không? Lâm Hoàng yêu dân như con, lại xuất thân từ bình dân, ông ấy làm sao có thể nhìn bách tính trong cảnh hoạn nạn mà không thương xót? Thân là một kẻ bình dân, ông ấy cũng không vì tạo phản mà bỏ mặc bách tính. Ông ấy muốn cứu được bao nhiêu người thì cứu bấy nhiêu. Vậy Lâm Hoàng làm sao có thể vì hư danh mà bỏ mặc sinh tử của bách tính chứ? Phong Nhi nói có lý. Cha còn có điều gì nghi ngờ nữa không? Vậy cho bách tính ăn lương thực cũ là chuyện bình thường. Trong lúc loạn lạc này, sống được mới là quan trọng nhất. Còn để ý nhiều làm gì? Ta tin Lâm Hoàng hiểu rõ đạo lý này. Đại trượng phu sinh ra ở đời nên lập công cho trời đất, lập mệnh cho muôn dân, tiếp nối học vấn của thánh nhân đời trước, mở thái bình cho muôn đời, lập tâm cho trời đất, lập mệnh cho sinh dân, tiếp nối học vấn của thánh nhân đời trước, mở thái bình cho muôn đời. Cha yên tâm, ta tin Lâm Hoàng có thể trở thành hoàng đế khai quốc công thần của Đại Chu, tất nhiên sẽ có giác ngộ như vậy. Lo lắng cho Lâm Hoàng nhiều quá, chi bằng nghĩ xem chúng ta làm sao tạo phản. Có lẽ chúng ta muốn mưu đồ cướp ngôi, thực ra cũng không phải hoàn toàn muốn lật đổ Đại Chu này, mà là muốn trong thời loạn này có một nơi an thân, có thể đứng vững trong thời loạn này. Vậy nếu không phải vậy, chúng ta hai người chi bằng tìm một nơi ẩn giật, sống thoải mái vui vẻ, đúng không? Con ta có chí lớn như vậy, cha rất vui mừng. Tương lai con ta nhất định sẽ hơn cha. Đương nhiên rồi, màu xanh sinh ra từ màu lam nhưng lại xanh hơn màu lam. Cha ơi, vậy cha thấy chúng ta lúc nào tạo phản là thích hợp nhất? Từng có người nói với trẫm, đại trượng phu sinh ra ở đời nên lập tâm cho trời đất, lập mệnh cho sinh dân, tiếp nối học vấn của thánh nhân đời trước, mở thái bình cho muôn dân. Trẫm làm thiên tử Đại Chu, thụ mệnh từ trời, ký thọ vĩnh xương, mọi vật ngoài thân đều có thể bỏ đi, chỉ có mạng sống của bách tính thiên hạ chính là mạng sống của trẫm. Chút danh hôn quân, trẫm có gì phải sợ? Truyền chỉ dụ của trẫm, mở kho quốc hố cứu đói thần dân của trẫm, trẫm sẽ cứu. Bệ hạ, lương thảo đã đổi xong, lương thực cũ đã vận chuyển đến các quận, thần cũng đã sai người theo lời dặn của ngài
nhường lại những nơi tiểu hoàng tử muốn cứu trợ cho cậu ấy. Phải để cho tiểu tử này chút không gian để phát huy. Nhưng ta lấy ý tưởng của cậu ta đem ra dùng, lại cướp mất sự chú ý của cậu ta. Đúng vậy, mọi việc có so sánh mới dễ đánh giá. Nếu bách tính gặp nạn, trong đó một số người được tiểu hoàng tử cứu, tự nhiên sẽ cảm kích tiểu hoàng tử. Nếu ai ai cũng có lương thực cứu đói, e rằng chỉ nghĩ tiểu hoàng tử đến kịp thời. Không sao, ta là cha cậu ta, ta chiếm chút tiện nghi của cậu ta thì sao nào. Đúng đúng đúng, bệ hạ nói phải. Nạn đói này mau qua đi, chấm hiện giờ nóng lòng muốn xem sau khi nạn đói này qua đi, Phong Nhi sẽ giải quyết vấn đề lương thực và vũ khí như thế nào. Thiếu gia, những việc ngài sắp xếp ta cũng đã chuẩn bị xong rồi. Cái đó, nông cụ và lương thực đã vận chuyển đến các làng xã dưới. Tốt. Vậy, ngươi đi tìm người viết cái này thành nhiều bản, phân phát đến các làng xã cứu trợ. Vất vả rồi. Vậy là đã giải quyết xong vấn đề quân lương rồi. Phát lương rồi. Nghe nói có lương thực phát, thật không? Mọi người có thể xem một chút. Công tử nhà ta, để cứu trợ bách tính đói kém, đã dốc hết gia tài mua lương thực. Nhưng mà, là những lương thực cũ, hoặc là cám gạo, nhưng cũng đủ để no bụng. Vì vậy, xin mọi người đừng chê. Không chê không chê, cho không mà. Mọi người đợi một chút, mọi người nghe ta nói trước. Lương thực này, ai cũng có thể nhận. Chỉ là, người nhận lương, lần sau trồng lúa, sau khi lúa chín, cần trả lại 1/10. Ngoài ra, những người nhận lương của chúng ta còn tặng họ 2 nông cụ, và còn truyền dạy họ kỹ thuật trồng trò tiên tiến. Nếu có ai muốn, thì đến đây, ký tên nhận lương. Được rồi, mọi người, có ai muốn không? Ta muốn. Dù sao cũng cho không mà. Hơn nữa còn có nông cụ tặng kèm. Lương cũ cũng là lương. Hoàng gia còn dạy chúng ta kỹ thuật trồng trọt mới. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đừng tranh giành. Ai cũng có phần. Bệ hạ, lương cũ cứu đói đã phát hết. May mắn có trời phù hộ. Dân gian đối với bệ hạ dùng lương cũ cứu đói, không những không chê bai, còn đầy lời ca ngợi. Tốt, chỉ cần bách tính có cơm ăn, chấm vui hơn bất cứ điều gì. Chỉ là bên tiểu hoàng tử có chút ngoài dự đoán của bệ hạ. Nói nhanh đi. Khải Minh vệ đi theo dõi, được biết người của tiểu hoàng tử đến làng xã gặp nạn, phát hiện họ không chỉ phát lương mà là lấy lương đổi lương, còn tặng kèm nông cụ mới. Đây đúng là cách hay, coi như là chuẩn bị trước lương thực dự trữ của triều đình. Hay, thật là hay. Như vậy, phát ra bao nhiêu lương cũ, năm sau thu hoạch sẽ đổi lại được bấy nhiêu lương mới. Đến lúc đó, tuy tổng số lương còn thiếu so với quân lương cần, nhưng cũng gần đủ quân lương. Ta cứ từ từ tích trữ, đến lúc đó có lẽ sẽ đủ để dùng cho hành quân đánh trận. Bệ hạ, thần lúc đầu cũng nghĩ như vậy, chỉ là tiểu hoàng tử không làm như thế. Chẳng lẽ cậu ta lấy 1/1 lương cũ đổi lấy 2-3 phần lương mới? Tiểu tử này thật biết nhân cơ hội. Nhưng như vậy lương thực sẽ đủ hẳn. Bệ hạ, tiểu hoàng tử muốn cũng không phải 2 tạ 3 tạ. Với tính cách của Phong Nhi, nó sẽ không nhân cơ hội này bóc lột bách tính quá đáng. Chẳng lẽ cậu ta chỉ thu nửa thành lương mới? Không chỉ vậy, tiểu hoàng tử ra lệnh cho người phát lương thực cho mỗi hộ dân, sau đó số lương phải nộp được chia ra khoảng 3 năm thu hoạch.
Một năm của nông hộ bình thường, đủ cho cả nhà, yên tâm vượt qua nạn đói, còn tặng kèm nông cụ mới. Rồi sao? Cậu ta thu của bách tính. Bao nhiêu lương mới? Bệ hạ, chỉ có một tạ mỗi năm. Tức là ba tạ lương cũ, cộng với cám gạo. Ba tạ đổi một tạ khi thu hoạch. Một tạ này đổi một tạ. Làm quân lương, e rằng có chút thiếu hụt. Ba tạ lương cũng đổi một tạ quân lương, e rằng đại quân không chống đỡ được lâu. Phong Nhi, định làm gì? Có lẽ tiểu hoàng tử không rõ năng suất mỗi mẫu đất của Đại Chu, nên mới xảy ra sai lầm trong ước tính. Phong Nhi này cái gì cũng tốt, chỉ là những năm này ở kinh đô lâu quá, không hiểu chuyện bên ngoài. Đúng rồi, ngươi vừa nói cậu ta còn tặng bách tính vài nông cụ. Thưa bệ hạ, theo báo cáo của Khải Minh vệ thăm dò, là một số nông cụ mới. Chẳng lẽ những nông cụ này có điều kỳ lạ? Nhưng dù nông cụ có kỳ lạ đến mấy, cũng không thể khiến ba tạ đổi một tạ lương thực làm quân lương được. Nếu nạn đói này qua đi, khi vụ mùa mới đến, Phong Nhi sẽ ngớ người mất. Gần đây, kinh thành có tin đồn gì không? Nghe các khách quen ở Tiên Âm các nói, tể tướng Triệu Hội gần đây dường như đi lại khá thường xuyên trong thành. Ta bảo người hầu để ý kỹ hơn, phát hiện người hầu phủ Triệu Hội gần đây ra vào tiệm thuốc thường xuyên. Đây không phải là tin tốt gì. Công tử biết tin gì sao? Nếu ta đoán không nhầm, có người định ra tay với Lâm Hoàng rồi. Ra tay ư? Đương triều tể tướng Triệu Hội muốn đầu độc giết Lâm Hoàng, rồi tự xưng đế. Bệ hạ, Tiên Âm các truyền tin. Sao? Phong Nhi có động tĩnh gì rồi? Bệ hạ, xem thử đi ạ. Bệ hạ, chẳng lẽ Triệu Hội muốn? Ngươi còn nhớ, Phong Nhi, khi vừa tỉnh lại, đã nói gì không? Tiểu hoàng tử nói, bệ hạ vừa mới bình định nội loạn của Tam hoàng tử, sau đó sẽ bị Triệu Hội đầu độc chết. Rồi sau đó Đại Chu sẽ nổi loạn khắp nơi. Cuối cùng chuyện này sắp đến. Chậm. Ban đầu, cũng chỉ coi là lời đùa thôi. Nhưng mà, lần nào Phong Nhi cũng đoán trúng. Chậm. Cũng càng ngày càng lo lắng. Bây giờ, cuối cùng chuyện này đã đến rồi. Bệ hạ, vậy chúng ta có nên? Không được. Triệu Hội là tể tướng trong triều. Quan hệ của hắn rộng khắp, không thể ra tay vội vàng, còn phải bàn bạc kỹ lưỡng. Nhưng bệ hạ, ai cũng không biết Triệu Hội sẽ đầu độc lúc nào. Vạn nhất bệ hạ có chuyện gì, ngươi còn nhớ lão quan Tần Cương ngự sử Thạch Kiến không? Ý của bệ hạ là có lẽ đây chính là một cơ hội. Không phá, không lập. Lão gia, đại sự không hay rồi. Xảy ra chuyện gì? Sao hoảng hốt thế? Trong cung xảy ra chuyện gì vậy? Lão gia, vừa có người báo. Đêm hôm khuya khoắt, Thạch Kiến bị áp giải vào đại lao trong cung. Họ dường như muốn tra xét lại vụ Tam hoàng tử mưu phản,
Ta nghe nói, bình thường ngài với Thạch Kiến đi lại rất thân thiết, họ có lẽ đã nghi ngờ đến ngài rồi. Được rồi, biết rồi. Lui xuống đi. Vâng. Thật hoang đường. Tên Thạch Kiến chết tiệt này, tự mình tìm đường chết, cũng được thôi. Lôi kéo ta làm gì chứ? Không đúng. Thạch Kiến này, việc tham quan tuần cương ngự sử, không phải do ta chỉ thị. Nhưng Hoàng thượng chỉ vì ta, có quan hệ với Thạch Kiến, mà nghi ngờ đến ta. Xem ra chuyện này, ta nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không rửa sạch được. Thôi vậy, vụ sứ giả Ba Tư đã khiến bệ hạ nghi ngờ ta. Chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Bệ hạ ơi bệ hạ, đừng trách thần bất trung. Chỉ là thần vì bản thân, ngài không thể không chết. Sau khi ngài chết, có lẽ ta sẽ trở thành cửu ngũ chí tôn của Đại Chu. Phong Nhi có đó không, cha? Cha cuối cùng cũng đến. Sao thế? Ngồi xuống, ngồi xuống. Cha cuối cùng cũng đến. Cha không đến, con thành hóa đá trong cha mắt. Hay là thế này, con nghĩ cha vẫn nên đưa cho con địa chỉ cửa hàng nhà mình. Cha cho con một bản, có việc gấp con cũng dễ tìm cha. Chuyện gì gấp thế? Cha còn nhớ không, con từng nói với cha, sử sách ghi chép Lâm Hoàng sẽ bị người tốt hại chết. Giờ sắp cuối năm rồi, nếu không có gì bất ngờ, sẽ là mấy ngày tới. Vậy con nói nhanh đi, tình hình thế nào? Sử sách nói, Lâm Hoàng này sẽ bị triệu hội đầu độc chết. Đầu độc như thế nào? Tức là, con cũng không biết cụ thể tình hình. Con nhớ là triệu hội hạ độc, nhưng là thái tử ra tay. Thái tử, đúng vậy, làm sao có thể chứ? Không thể nào. Cha nghĩ xem, Lâm Hoàng này vốn nghi kỵ triệu hội, vậy triệu hội làm sao có cơ hội tiếp cận Lâm Hoàng? Lâm Hoàng cũng sẽ đề phòng triệu hội. Ngược lại là thái tử, nếu thái tử ra tay thì Lâm Hoàng hoàn toàn không đề phòng. Phong thiếu gia, lời này không thể nói bừa. Thái tử là người kế vị của Đại Chu, triệu hội tuy là thầy của thái tử, nhưng thái tử cũng không đến mức vì triệu hội mà đi đầu độc bệ hạ. Trần bá, ông không hiểu rồi. Ta không hiểu. Thái tử tuy là người kế vị, theo lý mà nói không nên đi đầu độc Lâm Hoàng, nhưng mà thái tử này trong lòng có quỷ. Sao lại nói vậy? Sử sách ghi chép Đại Chu ta 3 năm 2 lần hạn hán, nhiều lần đói kém, lương thảo cứu đói đó đều qua tay thái tử. Thái tử tham ô lương thảo, tham ô gần một nửa, và thuộc hạ của hắn ta còn lớp lớp chiếm đoạt. Cuối cùng đến miệng dân nói lương thực dự trữ chỉ còn 1/10. Có chuyện này sao? Có chứ. Mấy hôm trước con nhờ Diệu Kỳ dò hỏi, lần cứu đói này thái tử quả thật có tham ô, thuộc hạ của thái tử còn tham ô nhiều vô kể đấy. Không phải con nói hơi quá chứ? Cha, chúng ta cũng không nên tức giận đến mức như vậy chứ. Đó là việc của Lâm Hoàng. Đáng ra ta không tức giận, nhưng Lâm Hoàng này mà chết, Đại Chu sẽ loạn. Đến lúc đó, bách tính Đại Chu, nhà tan người mất, lưu lạc khắp nơi, ta làm sao mà không tức giận được? Quốc lực Đại Chu hiện giờ vốn đã suy yếu, thêm vào đó không có nhân tài thực sự, thì chuyện của Lâm Hoàng ta không nhúng tay được. Hơn nữa hoàng tử nào cũng gây chuyện, Lâm Hoàng làm sao không chết được? Lão gia, hay là chúng ta uống chút đi. Uống, lấy rượu đến đây. Ta muốn nghe xem đám súc sinh này đã làm những chuyện gì. Cái này, dám gọi ba vị hoàng tử là tiểu súc sinh. Ngươi cũng là kẻ độc nhất vô nhị Đại Chu đấy. Ngươi quên rồi, chúng ta muốn tạo phản mà. Ta gọi họ là tiểu súc sinh đã là cho họ mặt mũi rồi.
Quả nhiên là cha ta, cái gan này, khí phách này, vợ à. Vợ lấy chút rượu đến đây. Nào chúng ta uống hai ly. Uống. Phong Nhi, con vừa nói, ba đứa, con trai của Lâm Hoàng, không đứa nào tốt. Con, nói kỹ hơn xem. Không chỉ là chuyện của thái tử, Tam Hoàng tử còn làm chuyện xấu khác nữa. Tay người sao còn run, bị ba xin son à. Giống như con nói, lão Tam này, cấu kết với người Mễ, nhiều lần tạo phản. Bách tính ba phận Tây Bắc, chịu khổ rất nhiều. Nhưng mà, sau này hắn, à có thay đổi. Trong quá trình, tiễn trừ Mười Phương, hắn còn lập công nhiều lần. Xem ra cứ thế này, vị trí Tây Bắc Vương này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ ngồi lại. Cha, con nói cho cha biết, Tam Hoàng tử này, hắn chỉ là không có não, mà còn là chó không bỏ được thói ăn phân. Thực ra hắn cũng không phải muốn tạo phản, hắn chỉ là bị người ta xúi dục. Nóng đầu lên, bỗng nhiên, liền nổi loạn, cha xem đấy, hắn qua vài ngày nữa, trở lại vị trí Tây Bắc Vương, sẽ lại một lần nữa nổi quân tạo phản. Phong Nhi, chuyện Tam Hoàng tử này, có thật không? Thật chứ, Tam Hoàng tử này thực ra chỉ là kẻ không ra gì, nói thẳng ra là ngu ngốc, hắn ta. Nếu không có người xúi dục, thực ra cũng không nổi loạn được, vậy kẻ gian này, mới chính là tội nhân đầu sỏ gây rối loạn, cho Đại Chu. Vậy, đó lại là ai? Cha đoán xem. Nghe ý con, không phải là Triệu Hội. Vậy tức là, trong triều Đại Chu, còn có người nguy hiểm hơn Triệu Hội. Thiếu gia, chuyện này, vẫn nên để ngài nói thẳng ra, thì tốt hơn. Người này, ta cũng đã nhắc với các người rồi. Người này, chính là Nhị Hoàng tử. Không ngờ phải không? Nhị Hoàng tử sao? Không ngờ phải không? Phong Nhi, đùa hơi quá rồi. Trong triều những người này, là ai cũng được nhưng không thể là Nhị Hoàng tử. Cha chắc chắn như vậy à? Nhị Hoàng tử này, ta từ nhỏ đã nhìn hắn lớn lên. Đứa trẻ này bẩm sinh tính cách yếu đuối, lại không có tài trí gì. Tức là ai cũng được nhưng không thể là hắn. Con nghe Diệu Kỳ nói, mấy ngày nay Lâm Hoàng bắt Thạch Kiến vào cung thẩm vấn. Thạch Kiến là người thế nào? Bề ngoài là tai mắt của Triệu Hội, nhưng thực ra là tai mắt của Nhị Hoàng tử. Không ngờ phải không, Nhị Hoàng tử đã cài bao nhiêu năm rồi, mục đích là gì? Mượn dao giết người thôi. Thiếu gia, lời này không thể nói bừa. Không sao, trong nhà này không có người ngoài. Theo con nói, Nhị Hoàng tử này thật cao tay, bề ngoài nhàn nhã, không tranh với đời. Các người thích ai thì thích, không liên quan gì đến ta, đúng không? Nhưng thực ra, đã sớm lập kế hoạch, chu đáo rồi. Những tai mắt đó, sắp xếp, rõ ràng minh bạch, đều cắm vào bên cạnh Triệu Hội. Một kẻ xúi dục Tam Hoàng tử mưu phản, lại để một kẻ khác chạy vào cung, gây thù chuốc oán. Một loạt hành động như vậy, Lâm Hoàng không nghi ngờ Triệu Hội mới là lạ. Sau đó, Nhị Hoàng tử lại mượn cớ đem Lâm Hoàng xử gọn. Như vậy, Lâm Hoàng chết, Tam Hoàng tử mưu phản. Còn Thái tử, hắn là người kế vị, bình định loạn lạc, đương nhiên phải làm. Người phụ tá tân quân là ai? Các người biết không? Thái Di Thường Tinh. Thường Tinh này là ai? Chính là cậu của Nhị Hoàng tử. Cao tay không? Cao tay chứ. Phong Nhi, đời sau thật sự ghi chép như vậy sao? Con nói này, Nhị Hoàng tử này tính toán kỹ lưỡng, nhưng hắn tính sai một bước. Đó là gì? Hắn để Triệu Hội chạy thoát. Tên này lại là người thế nào? Hắn vô cùng tàn nhẫn, tâm tư kín đáo. Triệu Hội chạy rồi, chạy đến chỗ Tam Hoàng tử, hắn liền nghĩ bụng, không đúng. Nhị Hoàng tử tính kế ta. Hắn liền nói với Tam Hoàng tử này, nổi tiếng là không có não phải không? Hắn sẽ nghĩ tên kia hại ta nhiều thế, ta phải xử hắn. Tam Hoàng tử liền phụng mệnh trời thảo phạt Nhị Hoàng tử. Lấy tội danh gì? Chính là giết anh giết cha, tội danh lớn thế sống sao nổi. Họ làm một trận như vậy, các nơi ở Đại Chu liền rối loạn, vốn đã không có cơm ăn, dân không thể sống. Chính chuyện này dẫn đến bi kịch trong họ.
rồi đại chu này loạn như nồi cháo, tức chết ta rồi, rượu cũng không uống nữa. Đi đi, chúng ta đi thôi. Cha, ăn miếng cơm rồi hãy đi, gấp gáp thế, không ăn nữa, đi thôi, đi thôi. Sao thế? Cha ta đã nhìn nhị hoàng tử lớn lên. Tử Mặc, ngươi thấy Phong Nhi nói mấy phần là giả mấy phần là thật? Thần không dám nói. Theo thần thấy, tiểu hoàng tử hiện tại có lẽ vẫn chưa biết thân phận thật sự của bệ hạ. Nếu bệ hạ thật sự muốn xác minh, có thể thử thạch kiến xem hắn có thật sự là người của nhị hoàng tử không. Ngoài ra, gần đây ẩm thực trong cung vẫn nên cẩn thận hơn. Dạ. Hoàng thượng, thái tử xin ý kiến, còn mang đến trà mới cho ngài. Trà mới? Xin trà. Cứ nói với hắn, chấm mấy ngày gần đây tâm trạng không tốt. Cha để lại, người không gặp. Vâng. Tử Mặc, ngươi nói xem, nếu chấm uống trà này, đại chu có trở thành như Phong Nhi nói không? Thần không dám nói. Đừng dùng kim bạc. Với sự tinh danh của triệu hội, hắn sẽ không dùng loại độc dễ phát hiện như vậy. Đến ngự hoa viên bắt một con thỏ đến đây. Vâng. Bệ hạ, ngươi lui xuống đi. Bé cưng của ta, ngươi thật đáng yêu. Nhưng ngươi phải thay chấm nếm thử trà mới này. Uống đi. Uống thêm một chút nữa. Tử Mặc, xem ra chúng ta lo lắng thừa rồi. Bệ hạ, xem con thỏ kìa. Nếu không phải hôm nay ta đến chỗ Phong Nhi một chuyến, bây giờ ta đã... Tốt lắm, thái tử. Đúng thật là đứa con tốt của chấm. Bệ hạ, xin bệ hạ bớt giận. Có cần thần dẫn người đến Đông Cung một chuyến không? Không. Ngươi đến Đại Lao, cậy miệng thạch kiến cho ta, xem trong đó có bóng dáng của lão nhị không? Vâng. Bệ hạ, đã hỏi ra rồi. Thạch kiến đó đúng là người của nhị hoàng tử. Chấm biết rồi. Bệ hạ, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tử Mặc, chấm để ngươi phối hợp diễn một vở kịch. Thống lĩnh đại nhân, công công, ta đến tìm bệ hạ có việc quan trọng bàn bạc. Bệ hạ đã nghỉ ngơi rồi, nhanh đi báo. Cái này, mau đi đi. Ở lại canh gác cửa. Hoàng thượng bệ hạ, hoàng thượng ngài sao thế bệ hạ, hoàng thượng ngài. Nhanh, nhanh đi tìm ngự y. Ngự y, ngự y. Mau xem, bệ hạ có cứu được không?
Được. Ngươi làm gì thế? Bệ hạ rốt cuộc có ổn không? Không không cứu được. Sao lại không cứu được? Bệ hạ, đã băng hà. Bệ hạ. Vợ à, sao bữa nay lại thịnh soạn thế này? Chỉ là một bữa tối đơn giản mà nàng chuẩn bị chu đáo như vậy, ta hạnh phúc quá. Miệng ngọt ghê. Vợ à, tôm này cũng ngon, nàng ăn trước đi, ta bóc tôm cho nàng nhé. Nàng xem. Vào đi. Công tử, là ta đây. Cô làm ta sợ chết khiếp. Sao thế? Có chuyện rồi. Diệu Âm Các truyền tin đến, nói là Lâm Hoàng đã băng hà. Nhanh vậy sao? Lâm Hoàng đã băng hà rồi. Diệu Kỳ, cô nói Lâm Hoàng thật sự đã băng hà. Chắc là bị người ta đầu độc. Vợ à, tại sao Lâm Hoàng băng hà mà nàng lại kích động hơn cả ta? Đâu có, ta đang nghĩ phu quân lại gần thành công thêm một bước. Vì kích động nên xin phu quân đừng trách. Công tử, bây giờ nên làm gì? Lâm Hoàng băng hà triều giã sẽ chấn động, Tam Hoàng tử cũng sẽ lại nổi binh. Thời cuộc động loạn, việc chúng ta cần làm hiện tại là yên lặng quan sát, trước hết bảo vệ tốt bản thân. Chà, mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông thôi. Đại Chu sắp xong rồi. Lúc này, những người trong cung đều bắt đầu tìm rắc rối cho thái tử rồi phải không? Dù sao trà hoàng thượng uống là do tự tay hắn ta đưa tới. Chủ công không sợ thái tử khai ra ngài sao? Sợ chứ. Ta quá hiểu con người thái tử rồi. Hắn không những sẽ khai ra ta, mà còn sẽ tự rửa sạch cho mình. Ta hiểu rồi. Chủ công muốn ta đi một chuyến đến phủ Tây Bắc Vương ư? Đi nhanh về nhanh. Vâng. Triệu hội này cũng khôn ngoan đấy, biết để cho con bò ngu ngốc lão Tam kia nổi binh làm nhiễu loạn tầm nhìn, thu hút sự chú ý của triều đình. Chỉ tiếc là hắn không biết hành động này đúng như ta mong muốn. Điện hạ anh minh. Đến bây giờ, có lẽ tất cả mọi người đều bị thủ đoạn của ngài che mắt. Nào biết Tam Hoàng tử chính là ở trong tầm tay của ngài. Có những chuyện đừng nói rõ quá. Ngươi đi đi. Trước khi đi tiện thể nói với Thái Di, nói rằng bảo ông ta ủng hộ thái tử. Vâng. Phụ hoàng à phụ hoàng, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngài và cao hoàng hậu sinh ra đích tử là tên ngốc đó, mà không phải là ta. Còn về ngôi vị hoàng đế Đại Chu này, ta nhất định phải có. Phong Nhi à, sao cha lại đến đây? Cũng không nói với con một tiếng, có chuyện muốn bàn bạc với con. Cha không phải người ngoài mà, có chuyện gì cứ nói, sao còn phải bàn bạc với con nữa? Ngươi còn nhớ không, lúc mới khai quốc, chúng ta đã thu thập được rất nhiều dược liệu quý hiếm từ dân gian. Nhớ chứ? Hiện giờ trong bảo khố vẫn còn một số, bây giờ đang trong thời loạn, không thể dùng cách thông thường để làm việc. Bây giờ trẫm muốn mở ra một con đường khác, rồi bắt tất cả một lượt. Ý của bệ hạ là trong số những dược liệu quý đó có một loại khiến người ta rơi vào trạng thái giả chết. Ý của ta, ngươi hiểu chưa? Chà, muốn ở đây lâu hơn một chút, con không phiền chứ? Cha bị cung phi nào đuổi ra vậy?
con cứ nói đồng ý hay không đi. Con làm sao có thể không đồng ý chứ? Dù cha có ở đây cả đời, con làm sao có thể không nuôi cha chứ? Con chỉ là đùa chút chút thôi. Cha à, vậy cha, cha chơi xích đu một lát đi. Con và vợ con đi dọn phòng cho cha. Được được được, cha chơi một lát nhé. Chúng ta già rồi đừng chơi nữa. Ta thật sự muốn thử một chút. Đừng 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 đừng. Bệ hạ, ngài không muốn ta sống nữa à? Trong mấy đứa con này của ngài, ta nói này, cũng chỉ có Phong Nhi là để ngài trong lòng. Đúng không? Đúng vậy. Phòng đã dọn xong cho các người rồi, qua đó nghỉ ngơi đi. Nhưng con thấy, cha đến tìm con lại còn ở đây mấy ngày như vậy. Chắc chắn có chuyện khác. Đến đây ở lâu như vậy, con biết cha lo lắng cho con, nhưng thực ra, qua một thời gian nữa, Tam Hoàng Tử sẽ nổi binh. Còn Đại Hoàng Tử cũng sẽ dưới sự mưu tính của Nhị Hoàng Tử, được sự ủng hộ của Thái Di Thường Tinh, hai bên sẽ sớm đánh nhau. Con có nghĩ làm sao để Đại Chu đứng vững trong thời loạn này không? Trước tiên tất nhiên là tích trữ quân lương, nhưng trong thời gian ngắn, ta không cần quá nhiều, 50 tinh binh là đủ. 50 người, thiếu gia, trong thời loạn này, 50 người có thể làm được việc lớn gì chứ? Trần Thúc, 50 tinh binh, nếu đánh trực diện, tất nhiên là không đủ. Nhưng ông phải biết, trong thời loạn này, lợi thế lớn nhất của ta là gì? Thì còn phải nói sao? Biết trước tương lai, đúng là cha ta. Ông xem này, trong thời loạn này, ta sẽ biết trước, có những người tài giỏi nào, sẽ xuất hiện ở đâu, có những kỳ tài kinh thế nào, sẽ nổi dậy ở nơi nào. Và điều cần làm là, thu phục hoặc tiêu diệt họ trước. Còn nữa, con còn có gì? Con còn có thứ quan trọng nhất, là vũ khí vượt thời đại. Thủ đoạn này của thiếu gia thật cao minh. Lão phu bái phục. Trần Thúc quá khen. Cha à, 50 tinh binh này, cha cũng không cần lo lắng, con đã chuẩn bị sẵn rồi. Họ đang chờ thời cơ. Và điều chúng ta cần làm chính là chờ đợi thời cơ. Đi thôi, về phòng thôi. Phòng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cái gì? Ngươi nói gì? Thái Di Thường Tinh ủng hộ Hoàng Thái Tử, ngươi chắc chắn không? Lão gia, đã điều tra rõ ràng rồi, tin này là ta lấy được từ gia nhân trong phủ Thái Di, không thể giả được. Sao có thể như vậy? Ta với Thái Tử vì chuyện bệ hạ băng hà mà giãn nứt quan hệ. Ta còn muốn kéo dài tình hình này thêm một chút, kéo đến khi Tam Hoàng Tử nổi binh. Triều đình có thể nhân cơ hội được lợi. Nhị Hoàng Tử là người bên đó. Khoan đã, sao ta lại bỏ qua Nhị Hoàng Tử Ôn Văn Nhã Nhặn đi chứ? Thạch Kiến tham quan Tuần Cương ngự sử một bọn với hắn, che chở cho Tam Hoàng Tử, lại chính tên Thạch Kiến đó, bề ngoài lại là người của ta, thêm vào đó hắn còn là minh bài của Thường Tinh, tất cả mọi người đều rối loạn, chỉ có Nhị Hoàng Tử đó thể ung dung thả quân cờ. Thật không ngờ vị Nhị Hoàng Tử bị chúng ta bỏ qua này lại có thủ đoạn như vậy. Lão gia, chúng ta bây giờ phải làm sao? Thái Tử có Thường Tinh giúp đỡ, đại cục kinh đô đã định, nơi này không nên ở lâu. Đi, chúng ta bây giờ rời khỏi kinh đô, ra ngoài tránh một thời gian, đợi cục diện ổn định một chút. Thiên hạ này, ta sẽ không dễ dàng buông tay. Đồ vô dụng, bấy nhiêu người mà bắt không được tên Triệu Hội đó. Các ngươi ăn hại à? Thôi vậy, dù sao Thái Tử đã nằm trong tay ta. Hiện giờ Triệu Hội đi rồi, đại cục kinh đô đã định. Chỉ đợi Lão Tam và Thái Tử đánh nhau đầu rơi máu chảy, ta ngồi hưởng lợi. Như vậy, thiên hạ này cuối cùng sẽ thuộc về ta. Chúng ta đi thôi. Chúng ta cứ thế ra đi không từ biệt, Tiểu Hoàng Tử sẽ buồn đấy. Ta muốn quay lại cho Lão Tam kia một bài học. Hơn nữa, ta không nghĩ ra cách. Quân đội của tiểu tử đó
hắn phải tích góp đến bao giờ? Đi thôi. Triệu hội thật thú vị. Ta vừa mới đến phủ Tây Bắc Vương, hắn liền đến ngay sau. Tự nhiên là vì điện hạ rồi. Sau khi tiên đế băng hà hắn, là người duy nhất thật sự có thể kế thừa Giang Sơn đại chu này. E rằng những người ở kinh đô không nghĩ như vậy. Sao lại không chứ? Theo ta thấy, thái tử giết cha cướp ngôi, làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, còn có tư cách gì để lên ngôi vua? Nhưng ta nghe nói cha của thái tử là do Triệu Hội đưa, mà thái tử không biết gì cả. Điện hạ, cha này là ai đưa? Ta thấy không quan trọng. Quan trọng là thái tử đã lộ ra sơ hở, còn nhị hoàng tử thì không làm được việc gì. Còn điện hạ ngài có thể thay thế họ. Lời này của ngươi đồng ý ta rồi. Ta là tam hoàng tử, nắm giữ hùng binh 100 vạn. Còn thái tử thì sao? Tuy tài hoa hơn ta một chút, võ nghệ cũng cao hơn ta một chút, chỉ vì hắn hơn ta 4 tuổi. Nếu cho ta thêm 4 năm nữa, ta nhất định sẽ đạp hắn dưới chân. Nhưng phụ hoàng lại chỉ vì một đứa con trưởng mà không thèm để ý đến ta, thậm chí còn sợ ta đe dọa địa vị của thái tử, ném ta đến vùng đất khổ hạn này. Điện hạ, đã chịu khổ rồi. Hôm nay, ta sẽ cho thiên hạ thấy ta và thái tử ai mới thích hợp làm tân hoàng đại chu. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, các ngươi đều không xứng. Điện hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi, Trần đại thống lĩnh. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn vì tên thái tử giết hại phụ hoàng đó bán mạng sao? Phụ hoàng ở dưới suối vàng, có đòi mạng ngươi không? Rất xin lỗi điện hạ, ta không phải bán mạng cho thái tử. Chẳng lẽ ngươi đến làm khách sao? Ta thấy cũng không giống. Xem ra điện hạ vẫn chưa biết thân phận thật của người này. Mưu sĩ của Triệu Hội, không phải sao? Ngươi làm gì vậy? Làm gì? Đương nhiên là vì đại chu trừ gian diệt ác. Người này không phải thuộc hạ của Triệu Hội, mà là do nhị hoàng tử cài vào bên cạnh Triệu Hội, khuấy động phong vân đại chu. Ngươi nói gì? Nhị hoàng tử hắn lại dám? Ta nói sao hắn không làm vương, cứ ở lì trong kinh? Không ngờ hắn có dã tâm như vậy. Trần đại thống lĩnh, hay là chúng ta cùng liên thủ khởi nghĩa? Giang Sơn đại chu này không phải do ngươi làm chủ. Phụ hoàng, vừa rồi tên nghịch tử này còn mở miệng luận bàn chuyện vớ vẩn, bây giờ sao không nói được lời nào? Mau quỳ xuống cho chấm. Tên nghịch tử này lần trước phạm thượng làm loạn, chấm đã tha mạng cho ngươi một lần. Bây giờ thì hay rồi, vừa mới khôi phục chức vị Tây Bắc Vương, lại muốn nổi binh. Sao hả? Chấm chết rồi, lời từng nói đều thành lời nhảm nhí hết à? Phụ hoàng, nhi thần, nhi thần đều là vì báo thù cho người. Nói bậy. Ngươi vì ngôi vua đại chu, ngươi vì tranh quyền với thái tử, ngươi có biết chiến tranh một khi nổ ra, bách tính thiên hạ sẽ có bao nhiêu người phải chịu khổ? Tướng sĩ đại chu này lại có bao nhiêu người vô tội chết thảm trên sa trường? Phụ hoàng, con biết lỗi rồi. Phụ hoàng, ngươi không xứng làm Tây Bắc Vương. Người đâu, thay chấm thu hổ phù của hắn. Nhi thần biết lỗi rồi phụ hoàng. Đem tên nghịch tử này xuống cho ta. Bệ hạ tiếp theo có kế hoạch gì? Nếu lão nhị này muốn để đại quân Tây Bắc đối đầu với thái tử, ta sẽ như ý hắn vậy. Ta muốn xem thái tử gặp chấm.
Sẽ có biểu hiện thế nào? Công tử, vẫn chưa có tin tức của cha sao? Chưa có. Thế đạo loạn lạc thế này, ông ấy một mình chạy lung tung làm gì chứ? Thật không để người ta yên tâm. Bây giờ tình hình thế nào? Đúng như công tử dự đoán, quân Tây Bắc kéo quân xuống Nam, thẳng tiến kinh đô. Tốc độ nhanh đến mức, dường như các cửa ải trên đường đều không thể cản trở họ. Điều này cũng bình thường. Tam hoàng tử mà, người thì hơi ngốc một chút, nhưng đánh trận vẫn có một chút khí thế. Nếu không sao có thể được gọi là đệ nhất mãnh phu đại chu chứ. Hiện giờ, các đại quan trong triều đối với thái tử vẫn còn nhiều bất mãn. Chỉ là dưới sự giúp đỡ của Thường Tinh, cũng coi như ổn định được cục diện. Sáng sớm mai, thái tử sẽ tự mình dẫn quân nghênh chiến tam hoàng tử. Nghe nói Triệu Hội đã chạy rồi. Tính thời gian, ngày mai có lẽ sẽ hội quân với đại quân của tam hoàng tử. Ta là tể tướng đại chu Triệu Hội, có việc gấp cần gặp Tây Bắc Vương, tể tướng xin theo chúng tôi. Tam hoàng tử điện hạ, lâu rồi không gặp. Nghe nói quân Tây Bắc phá thành thần tốc, sao ngài có vẻ không vui lắm? Tâm trạng hắn không tốt, nhưng tâm trạng ngươi có vẻ rất tốt. Bệ hạ, tể tướng đại nhân, bệ hạ ngài. Ngài sao? Triệu Hội à, Triệu Hội. Chắc ngươi đang nghĩ, sao chấm không bị ngươi đầu độc chết phải không? Ta biết rồi. Điện hạ nhất định là do ngài tìm người thế thân. Đúng không sai, chính là thế thân. Triệu Hội ngươi còn không biết tội quỳ xuống. Ma quỷ, ngài là ma quỷ quay lại đòi mạng ta. Người đâu? Triệu Hội, ngươi tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng ngươi cũng chỉ là một con cờ của người khác mà thôi. Không ai có thể tính toán được ta Triệu Hội. Không có. Đem xuống chém đầu, ném sát ngoài chỗ hoang dã. Đừng động, đừng động vào ta. Ngươi dám động vào ta, ta giết ngươi. Cuối cùng cũng loại bỏ được cái ung nhọt Triệu Hội này. Phụ hoàng, ngươi làm được điều này bằng cách nào? Con thấy đấy, mọi việc của ta đều đi trước các con. Đợi con về kinh đô, ta sẽ đưa con gặp một người, con sẽ hiểu. Thời gian dài như vậy, vẫn chưa tìm thấy Ngọc Tỷ truyền quốc. Thưa điện hạ, từ khi Hoàng đế băng hà, Ngọc Tỷ truyền quốc đã biến mất. Thuộc hạ cũng đã phái người dò la, nhưng người bên Đông Cung cũng đang tìm Ngọc Tỷ truyền quốc. Thật ngu ngốc. Hắn chưa nghĩ đến hậu sự, đã dám đầu độc phụ hoàng. Hắn không sợ, không có Ngọc Tỷ truyền quốc sẽ không kế vị được sao? Điện hạ, vậy chúng ta phải làm sao? Các ngươi tiếp tục tìm, ta đi tìm người làm giả một cái mới. Làm giả? Nhưng đó là cái gì? Ngọc Tỷ truyền quốc phải không? Đợi thái tử chết, ta vừa kế vị. Ta nói nó là thật thì nó chính là thật. Đi đi. Vâng. Ngọc Tỷ truyền quốc phụ hoàng luôn mang bên mình. Đông Cung phụ trách di thể của phụ hoàng, sao lại không tìm thấy chứ? Đúng rồi, mấy ngày trước việc bên thợ thủ công đã chuẩn bị thế nào rồi? Công tử, bên thợ thủ công truyền tin đến, nói đợt vũ khí đầu tiên đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng, hiện đang gấp rút chế tạo nỏ liên châu và máy ném đá kiểu mới. Nhanh vậy sao? Xem ra thợ thủ công đại chu giỏi hơn ta tưởng tượng. Nhưng khi họ truyền tin đến, tỏ ra rất ngạc nhiên. Có phải người lại làm gì không? Xem ra chuyện gì cũng không qua được mắt nàng. Thực ra cũng bình thường thôi, chỉ là một số phương pháp luyện thép và chế tạo vũ khí mới thôi. Đỉnh hơn đại chu một chút, nâng cao, chỉ một chút xíu thôi. Nàng nói xem, lão cha già không để người yên tâm của ta loạn lạc thế này, ông ấy chạy lung tung làm gì chứ? Còn nói giúp ta tích trữ quân lương, những việc này ta đều có thể tự làm, thật không để người yên tâm mà.
Điều đó cho thấy lão gia thương thiếu gia đấy. Nàng nói ông ấy thương thì thương đi, nhưng khi đi, nói với ta một tiếng cũng được chứ. Đằng này chẳng nói gì cả. Nếu không phải mấy ngày trước còn nhờ người nhắn tin cho ta, ta còn không biết ông ấy đi đâu. Còn nói đưa về cho ta vài người ca ca, cũng không biết có dễ ở chung không. Đúng rồi công tử. Nạn đói ở năm quận Trung Nguyên sắp kết thúc rồi. Thu hoạch có lẽ sắp về rồi. Nhanh vậy sao? Năm quận Trung Nguyên mỗi năm 2 vụ. Tính như vậy, giữa tháng sau có lẽ có thể thu hoạch rồi. Tốt, vậy mau đi thông báo đi. Tiện thể mang thêm nhiều người. Công tử chúng ta nhân lực rất khan hiếm. Hơn nữa mỗi năm mỗi hộ, chúng ta phát cho họ lương thực 1 năm. Nếu làm vậy, nàng chỉ biết chúng ta thu 1 tạ lương thực trước mắt, nhưng nàng sẽ không biết thu hoạch năm nay của họ nhiều thế nào đâu. Nhưng những năm trước, bây giờ khác xưa rồi. Thái tử điện hạ, Thái Di đại nhân, trinh sát tiền phương báo về, quân Tây Bắc xuất hiện ở phía bắc cách quân ta 100 dặm, đã hạ trại đóng quân. Tốt. Lão Tam à lão Tam, cuối cùng ngươi cũng đến. Truyền lệnh của ta, sáng sớm mai ta sẽ tự mình dẫn quân chinh chiến. Chúng thần tuân lệnh thái tử. Phụ hoàng, hôm nay tình hình đặc biệt, ta để con lên trận một lần nữa. Tạ ơn phụ hoàng, lời chấm nói ngươi đều nhớ kỹ chứ? Nhi thần ghi nhớ, sau khi phá được quân, tha mạng cho thái tử và đem hắn về. Ngươi nhớ kỹ rồi chứ? Xem như ta vì di mẫu ngươi, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi làm tốt, về kinh thành vẫn làm vương tử. Nếu ngươi làm không tốt, thì đi làm thường dân đi. Nhi thần cáo lui. Thái tử muốn giết ngài, tại sao ngài lại? Chấm già rồi, chấm chỉ muốn cho những đứa trẻ này thêm một chút cơ hội. Còn đúng hay sai, tốt hay xấu, xem chúng có tranh nổi không thôi. Hoàng thượng, đây là trà mới ta vừa hái, ngài nếm thử xem. Tử Mặc, ngươi nói trận chiến bên ngoài này có thể đánh đến khi nào? Theo lời tiểu hoàng tử, có lẽ nửa ngày nữa sẽ kết thúc. Bây giờ là mấy giờ rồi? Gần trưa rồi. Vậy nhanh dọn dẹp đi, tên nghịch tử đó sắp về rồi. Buông ta ra lão Tam, ta khuyên ngươi đừng không biết điều. Sau khi Thường Tinh phá vỡ trận thế, sẽ cứu cô ra ngoài. Cô đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Quỳ xuống. Lão Tam, ngươi làm gì vậy? Ngươi đang làm chuyện ngu ngốc đấy. Thưa phụ hoàng, con đã theo lời dặn của người, đưa thái tử đến rồi. Phụ hoàng, lần này con làm rất tốt, lui xuống đi. Vâng. Phụ hoàng sao người? Ngươi muốn nói sao ta không bị ngươi và Triệu Hội đầu độc chết phải không? Phụ hoàng, không phải vậy. Không phải đâu. Nếu không có người báo tin trước cho ta, uống thuốc giải độc trước, cái mạng già này của ta đã không còn từ lâu rồi. Còn đâu có cơ hội nhìn rõ bộ mặt thật của các ngươi. Phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi. Đều là tên Triệu Hội đó lừa gạt nhi thần, lừa gạt. Vậy ngươi tham ô lương thực cứu đói cũng là Triệu Hội dạy ngươi sao? Còn ngụy biện. Tử Mặc, thần ở đây, đánh cho ta. Chấm không hô dừng thì đừng dừng. Đánh cho ta. Chấm không hô dừng thì đừng dừng. Vâng. Phụ hoàng tha mạng phụ hoàng. Phụ hoàng, gậy thứ nhất, đánh ngươi bất trung bất hiếu, đồ bạc bẽo. Gậy thứ hai, đánh ngươi vô tâm vô phế, quên cha mẹ. Gậy thứ ba này, đánh ngươi ngoài mặt thân thiết, trong bụng giấu đau. Phụ hoàng, phụ hoàng tha mạng, tha mạng. Khi ngươi đầu độc chấm,
Ngươi có nghĩ đến tha mạng cho ta không? Đánh. Đồ ngu ngốc này. Ngươi chỉ là bị những đại thần định bợ đến mức không biết trời cao đất dày. Tiếp tục đánh. Phụ hoàng. Phụ hoàng tha mạng. Ngươi còn mong có người đến cứu sao? Ngươi nghĩ xem, tại sao quân đội của ngươi bị người ta đánh bại chỉ trong một buổi sáng, và ngươi là chủ soái lại bị bắt sống? Phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi. Đều là tên Thường Tinh này. Là hắn lừa con. Là hắn. Đồ ngốc. Đến giờ vẫn nghĩ là Thường Tinh. Là lão nhị. Các ngươi đều bị lão nhị lừa rồi. Lão nhị. Lão nhị không phải thuận theo tự nhiên, không tranh với đời sao? Xem ra vẫn chưa đánh tỉnh ngươi. Trần Thúc. Trần Thúc tỉnh rồi. Phụ hoàng, sao ta lại chọn ngươi làm thái tử chứ? Thôi vậy, dù sao bây giờ đã có người mới rồi. Phụ hoàng, ngươi không thể. Sao lại không thể? Ta giữ mạng cho ngươi, ngươi nên tạ ơn trời đất đi. Ngoài con ra, ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Lão Tam. Lão Tam hai lần mưu phản cướp ngôi, bị bách tính kinh đô nguyền rủa. Lão Nhị, như người nói, hắn càng là tội đầu sỏ gây ra tất cả. Ngươi đại nghịch bất đạo, giết cha che tội. Ngươi tốt đẹp gì chứ? Đợi về đến kinh thành, bắt lão nhị, chậm sẽ đưa ngươi đi gặp một người. Ngươi sẽ biết thái tử Đại Chu nên là người như thế nào. Điện hạ. Thái tử bị bắt. Với tính cách của lão Tam, hắn chắc chắn sẽ chết. Như vậy, trong triều người nắm quyền lớn chỉ còn lại ta. Nằm gai nếm mật hơn 10 năm, cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Truyền tin cho Thường Tinh, bảo hắn dẫn một nửa quân mã về kinh đô, giúp ta bình định tiếng đồn trong triều. Vâng. Cuối cùng ngày này sắp đến rồi. Tất cả những điều này đều sẽ là của ta. Phụ hoàng, không đi được nữa, đi không nổi nữa. Phụ hoàng, nói xem, chúng ta về kinh thì về kinh, ăn mặc thế này làm gì? Con à, con ở trong cung, quên rồi, mới đi được mấy bước. Đi, lấy ít trái cây về đây. Nhanh, nhanh lên. Sao? Nếu con nói những lời ngu ngốc như lão đại thì đừng nói nữa. Ngươi nói đùa rồi. Chúng ta ăn mặc thế này chẳng phải để che mắt người đời sao? Con sao dám hỏi nhiều. Nhưng con tò mò, đại quân của chúng ta vẫn ở nguyên chỗ, cứ thế về kinh đô, chẳng lẽ thật sự không có vấn đề sao? Lão Tam, gần đây con thông minh lên không ít. Thường Tinh dẫn một phần quân mã về kinh ổn định chính cục, những người khác rút về biên cương phía bắc. Đến lúc đó sẽ có một phần nhàn rỗi. Người làm sao có thể chắc chắn? Ta có thể chắc chắn. Tam thiếu gia, chuyện này không cần lo lắng. Lão Tam, con đi xem đại ca con, sao vẫn chưa về? Đi đón hắn đi. Lão Tam, nhớ kỹ đấy. Vâng. Đi đi, vâng. Bệ hạ, chúng ta làm vậy thật sự không lộ tẩy sao? Phong Nhi, chưa từng nghĩ đến
Nhưng chấm rất tò mò. Ngươi nói xem, nếu hắn biết được thân phận thật của hắn sẽ có biểu hiện thế nào nhỉ? Phu quân, bao giờ thì họ đến vậy? Trong thư nói hôm nay sẽ đến, nhưng xem thời gian có lẽ sắp rồi, làm ta cũng hơi căng thẳng. Là vì hai vị huynh trưởng chưa từng gặp mặt đó sao? Đúng vậy, chưa từng gặp mặt họ cũng không biết có dễ ở chung không. Đến rồi hãy nói. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến thật, ta nhớ người lắm. Nghe nói hai vị này là... Đúng đúng đúng, để ta giới thiệu, đây là đại ca của con. Tiểu đệ, Lâm Phong, bái kiến đại ca. Đây là vợ của ta. Nương tử. Bái kiến hai vị huynh trưởng. Chà, con khi nào có thêm đệ đệ vậy? Ta còn việc ở nhà bếp, các người từ từ ăn nhé, đi đi. Cắt thêm thịt nhé. Chẳng lẽ đây chính là đứa trẻ lúc nhỏ được đưa đi nuôi bên ngoài là tứ đệ sao? Đúng vậy, nó chính là tứ đệ của các con. Ta nhớ lúc được lão tứ đi, nó mắc chứng đần độn, nhưng bây giờ nhìn lại sao lại đúng là từng mắc chứng đần độn, nhưng đã khỏi từ lâu rồi. Hơn nữa bây giờ tài trí của nó còn hơn cả các con. Nó chính là người cha nói với con nối ngôi hoàng đế, kế thừa sản nghiệp. Sao, con có ý kiến gì không? Đại ca, huynh yên tâm, ta không có ý định tranh tài sản với huynh đâu. Ta định cùng cha tạo phản. Người không nói với hai ca ca chuyện chúng ta muốn tạo phản à? Việc này cha thật sự quên mất. Cha, không được như vậy. Quan hệ cha con nên thẳng thắn chứ, đúng không? Cha xem nhà Lâm Hoàng kìa, chính vì quan hệ cha con không hài hòa mới ra nông nỗi này. Chúng ta không thể học theo họ. Hỗ sược, lớn đến chừng này không ai dạy ngươi cái gọi là lễ nghi sao? Dám khinh thường cha như vậy. Còn nữa, dám công khai bàn tán chuyện hoàng gia, ai cho ngươi gan đó? Hỗ sược, đây là huynh đệ của con, không phải kẻ thù của con. Chẳng trách nhà các con lộn xộn như vậy. Còn nói nữa, hôm nay là dịp tốt thế này, con nói nhiều làm gì? Mấy chuyện vật vãnh của nhà con, đợi về, ta sẽ tính sổ với con. Phong Nhi, đừng quản chuyện đó, chúng ta ăn cơm đi. Thấy chưa? Đây chính là người bệ hạ yêu quý nhất, ai dám mở miệng, sẽ có kết cục như thái tử vậy, chắc chắn bị đánh. Lão tứ này từ đâu chạy ra? Rốt cuộc lai lịch thế nào, mà khiến phụ hoàng yêu chiều như vậy? Cha, đừng giận đừng giận. Ngồi 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 đi. Đại ca, đại ca cũng ngồi đi. Thật có khí phách. Xem ra đại ca này của ta không phải dễ ở chung. Không biết tam ca này tính tình thế nào. Tam ca, mời ngồi ngồi ngồi. Tứ đệ, đại ca vốn tính như vậy, đệ đừng để ý, mời tam ca. Cái này gọi là lẩu. Tam ca đại ca, nó rất ngon, các huynh nếm thử đi, gắp đi gắp đi. Chà, rất thích món này. Cái gọi là lẩu này, quả thật rất ngon, còn ngon hơn cả trong cung. Con ăn thì cứ ăn, nhưng nhìn đi ở đây chỉ có mỗi lão tam con miệng lưỡi, thốt ra toàn nói những lời khoác lác. Có lẽ tam ca ở trong cung có quen biết bạn bè, ăn đồ ăn trong cung cũng chẳng có gì lạ. Đúng đúng đúng, chính là bạn mang ra từ trong cung, nhưng không ngon bằng lẩu của tứ đệ. Tứ đệ, hôm nay ta ăn nhiều, đệ đừng trách ta nhé. Cứ ăn thoải mái đi tam ca, ăn thoải mái đi. Cứ ăn tự nhiên. Chà, kinh đô này đầy dãy quý tộc, gặp vài quan chức quyền quý cũng chẳng có gì lạ. Cha xem mấy ngày trước, con ở Tiên Âm Phường gặp nhị hoàng tử đấy. Đệ còn gặp cả nhị hoàng tử sao? Gặp rồi. Đệ thấy hắn thế nào?
hắn trông có vẻ lịch sự, nhưng thực ra bên ngoài một đằng, bên trong một nẻo, thấy người nào nói tiếng đấy. Tứ đệ, chỉ nhìn qua một lần mà đệ đã có thể đánh giá như vậy. Đương nhiên rồi, không tin huynh hỏi cha đi. Trước đây ta nói đại hoàng tử, tam hoàng tử này, và cả tể tướng triệu hội kia, cuối cùng đều chết trong tay nhị hoàng tử. Huynh xem ứng nghiệm rồi đúng không? Đâu chỉ vậy. Lão tam kia, hai lần mưu phản. Còn thái tử thì sao? Cấu kết với triệu hội, muốn mưu sát Lâm Hoàng, đều bị tứ đệ nói trúng. Vậy có gì kỳ lạ chứ? Thì ra là vì hắn. Hai lần ta khởi binh đều thất bại. Thì ra là vì tên tứ đệ này. Cha, khiêm tốn khiêm tốn. Việc cấp bách hiện giờ của chúng ta là tích trữ quân đội. Cha ra ngoài tích trữ được bao nhiêu quân? Có số này không? Nhiều vậy sao? Con lấy hết quân Tây Bắc rồi. Con coi thường khả năng của cha rồi. Cha giỏi quá. Tứ đệ, đệ muốn dùng binh mã này làm gì? Không phải đệ vừa nói rồi sao? Để tạo phản. Vừa hay bây giờ cha về rồi, ta cũng có hai người ca ca, chúng ta cùng tạo phản nhé. Sao, chưa từng tạo phản à? Tam ca còn từng tạo phản đấy. Vậy lần này chúng ta làm việc càng thuận tay hơn rồi. Lần này chúng ta làm lớn, lật đổ nhà Lâm Hoàng, rồi cha làm hoàng đế, đại ca làm thái tử, nhị ca làm nhị hoàng tử, tam ca làm tam hoàng tử, con làm tiểu hoàng tử, tốt biết mấy. Sao thế? Sơ sẩy một chút, sơ sẩy một chút. Không sao, không sao, bị sặc, bị sặc. Nhị ca đâu? Không cùng về với các huynh à? Đừng nhắc đến hắn, tên nghịch tử này. Nhắc đến hắn ăn cơm cũng không ngon. Sao nhà nào lão nhị cũng không tốt vậy? Đại chu này cũng lạ thật. Không nói chuyện này nữa. Uống rượu nào. Đại ca tam ca, điều kiện của đệ có hạn. Chuẩn bị cho các huynh phòng nhỏ. Các huynh cứ tự tiện nhé. Không sao, không sao. Vẫn thoải mái hơn doanh trại của ta nhiều. Doanh trại, đúng vậy. Tam ca là quân nhân. Trước đây còn từng tạo phản. Vậy tam ca là quân Tây Bắc. Cái này, thôi, không nhắc đến nữa. Vậy các huynh cứ thu xếp đi. Ta đi vận động một chút. Đây cũng là nơi người ở được sao? Tên con hoang không biết từ đâu đến, cũng dám tranh sủng trước mặt thái tử ta. Phụ hoàng chưa chết và đã về kinh đô. Quân Tây Bắc lực lượng yếu, thêm vào đó còn có thêm một lão tứ. Nếu báo những chuyện này cho lão nhị, tình cảnh của ta thế nào cũng tốt hơn bây giờ. Quyết định vậy đi. Tên không ra gì này, chẳng biết ngay mà. Tử Mặc, bắt xong rồi, giam giữ tại chỗ, đợi chấm về kinh rồi xử lý sau. Vâng. Đến rồi. Cha ăn sáng đi. Cha ơi, đại ca đâu? Sao cả sáng không thấy huynh ấy? Không biết nữa, đêm qua hình như nó qua cứ nhắc mãi chuyện ở nhà. Hôm qua ta bảo nó về trong nhà rồi. Chúng ta cứ ăn đi. Nào ăn đi. Bữa sáng này không tệ đâu. Đều do Thanh Trúc tự tay làm đấy. Phải nói là lão tứ, tiểu viện này của đệ ở cũng khá thoải mái. Thoải mái thì ở thêm vài ngày. Lão tam này thích nghi nhanh thật. Không phải đang bàn chuyện tạo phản sao? Nói đến chuyện này ta có chút khó hiểu. Tứ đệ, đệ có cuộc sống tốt thế này, sao lại nghĩ đến chuyện tạo phản? Đừng nhắc nữa. Tất cả là vì ba đứa con của Lâm Hoàng. Cha các người cứ ăn từ từ, ta xuống trước đây. Bọn họ làm loạn lên thế này, thế đạo rối ren. Huynh nói xem, dân thường như chúng ta sống thế nào đây? Trong thời loạn này, chẳng phải tự tìm đường sống sao? Nếu không thể tự tìm đường sống,
thì chỉ có thể làm thớt cho rau. Chúng ta phải làm cá thịt, để người ta tùy ý giết chóc. Huynh nói đúng không Tam ca? Đúng đúng đúng. Nhưng mà... chúng ta nói chuyện khác đi. Bàn về hành quân đánh trận. Hành quân đánh trận ta giỏi, Phong Nhi. 10 vạn người đó cha đã chuẩn bị cho con rồi. Nhưng lương thực và binh khí phải do con giải quyết. Cha à, chuyện này cha yên tâm. Con đã chuẩn bị sẵn rồi. Tuy 10 vạn người hơi vượt quá dự kiến, nhưng cũng tạm đủ. Vậy binh khí và lương thực cho 10 vạn người đều đủ rồi. Đủ rồi. Cha quên rồi sao? Lúc nạn đói phát ra lương thực cũ đó, bây giờ thu hoạch về rồi. Lương cũ mượn đi đó. Mà 3 tạ đổi 1 tạ có đủ không? Có đủ hay không? Chúng ta ăn xong bữa sáng, cha đi với con ra ngoại thành, nhìn thì biết. Hương thơm của ruộng lúa nghe thích thật, cha xem. Đây. Đây chính là ruộng lúa đại chu của chúng ta. Ta không phải đang mơ chứ? Lão gia, ta sống đến gần này tuổi, đi khắp nơi với ngài, chưa từng thấy ruộng lúa tươi tốt thế này. Đây, đây thật không thể tin được. Cái này à, là ruộng thử nghiệm dân chúng trồng. Dựa theo tình hình cây trồng hiện có của Đại Chu, điều chỉnh cách trồng, lại dùng phương pháp trồng đời sau, nâng cao hiệu quả trồng trọt. Bây giờ một mẫu ruộng này có lẽ sản lượng khoảng 4.000 cân. 4.000 cân, thật không ít. Khoan đã, bao nhiêu cân? 4.000 cân. Gấp 7 đến 8 lần so với cây trồng Đại Chu hiện tại phải không? Còn về phương pháp trồng trọt, con đã chuyển dạy cho tất cả bách tính nhận lương thực rồi. Năng suất mỗi mẫu của họ có lẽ cũng tương đương mảnh ruộng này. Gấp 7 đến 8 lần 3 thành. Tức là lương mới thiếu gia thu về trước đây không chỉ không ít hơn lương cũ phát ra, mà còn nhiều hơn 3 đến 4 lần. Trách sao Phong Nhi lúc đó tự tin thế. Xem ra là ta làm cha lo lắng thử rồi. Trần Thúc à, không chỉ gấp 3 đến 4 lần đâu. Các người nhìn xem, nông cụ trong tay bách tính đằng xa kia. Cái cày bừa này trông hơi lạ. Tam ca, cái cày bừa đó gọi là bừa kiểu cong. Tuy trông lạ, nhưng dùng rất tốt. Trong điều kiện tiết kiệm sức người sức vật, có thể nâng cao gần gấp đôi hiệu quả cày cấy. Này nhìn cái đó xem. Thấy chưa? Cái đó gọi là xe tháp. Hai cái này kết hợp với nhau, hiệu quả nâng cao không chỉ 1 tạ lúa đâu. Cũng có nghĩa là có những vật mới này, bách tính có thể làm sản lượng tăng gấp mấy lần. Đúng vậy, lương mới chúng ta thu về so với lương cũ nhiều hơn gấp 7 đến 8 lần. Không chỉ vậy, nuôi sống một đội quân vài chục vạn người, dư giả. Vậy binh khí thì sao? Binh khí cũng không vấn đề gì chứ. Vật gì đây? Cha còn nhớ vật này không? Vật này rất ghê gớm, từng làm dạng danh Đại Chu chúng ta. Cái này chưa là gì. Những thứ này mới là điểm nhấn hôm nay. Vật này gọi là súng, có thể lấy mạng kẻ địch từ ngàn dặm. Ngàn dặm. Cha cha cha, cái mắt này không thể nhìn đâu. Cái này nguy hiểm quá. Bí hiểm thế, cần thiết vậy sao? Cái này không phải thứ gì cũng có thể nhìn tùy tiện. Con làm một thứ mới tên là xe bọc thép. Đúng vậy, nơi vật này đi qua, tăng thương khắp nơi, cỏ không mọc nổi. Xe sắt này còn có thể từ miệng phun ra thứ gọi là đạn pháo. Uy lực rất lớn, đạn pháo. Ăn được không? Đạn pháo là gì? Lão phu chinh chiến cả đời, chưa từng thấy quả trứng nào như vậy. Nào là trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, trứng bò, trứng cừu, trứng chó cũng không giống nó. Đạn pháo là trứng của động vật nào vậy? Hay là thế này, chúng ta xem thử đi. Đi. Được. Đi xem nào. Cha, Trần Thúc, Tam ca, các người nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống.
còn phải nằm xuống à? Đúng vậy, thứ này quá nguy hiểm. Được được. Thế nào? Ghê chưa? Dọa chết người ta. Đây là thứ gì vậy? Nếu trang bị cái này cho quân Tây Bắc thì sao? Đánh chết họ. Đừng nói quân Tây Bắc, cho dù hai đội quân Tây Bắc cũng khó đánh lại. Đúng là thế. Bình định thiên hạ chỉ trong tầm tay thôi. Bệ hạ, hôm nay trên đường về, người quên che giấu dung mạo rồi. Vạn nhất bị người ta nhìn thấy thì sao? Không sao, trời tối thôi, ai nhìn thấy chứ? Đi thôi, nhanh lên. Cha đây là súng con tự tay làm, tặng cha làm quà. Thứ này dùng thế nào? Vậy con thử biểu diễn xem. Cái này con cũng không tiện cho cha, tìm người sống để biểu diễn. Bảo vệ bệ hạ. Lão nhị, bây giờ quay đầu lại. Theo ta về kinh, vẫn còn cơ hội. Phụ hoàng, thì ra người chưa chết. Chắc sao con không tìm thấy truyền quốc ngọc tỷ. Lên cho ta xem ai dám động. Lão tam, ngươi dám cản ta. Dừng tay đi. Có một người thích hợp hơn chúng ta làm tân hoàng đế Đại Chu. Ngay cả kế hoạch của hai chúng ta cũng bị hắn nhìn thấu. Ta không tin. Lão nhị, bây giờ ngươi hối cải. Theo ta về cung vẫn còn cơ hội. Không phải chứ? Xin lỗi, làm phiền một chút. Ta làm phiền mọi người một chút. Chậm. Về cung. Con không nghe nhầm chứ? Khoan đã, cha con cảm thấy như mơ vậy. Đứa con ngốc. Ta chính là thiên tử của triều Đại Chu. Con à, con chính là tứ vương tử của triều Đại Chu. Con nghe rõ chưa? Cha đừng đùa. Cái này, Lâm Hoàng đã bị thái tử đầu độc chết rồi. Cha cứ đùa thế, đây không phải đùa sao? Không phải chứ, thật sao? Vậy vợ con biết phải không? Diệu Kỳ cũng biết phải không? Không phải chứ? Các người cũng biết à? Làm gì vậy chứ? Cha con muốn dẫn cha tạo phản mà. Vậy con tạo phản chống lại cha mình sao? Đùa gì vậy? Đừng cười nữa, rất ngượng đấy. Cha cũng cười, nghiêm túc chút đi. Tất cả nghiêm túc cho ta. Ta đang tạo phản đây. Có thể nghiêm túc một chút không? Lên cho ta. Nghe nói ngươi là cao thủ đệ nhất cung đình, ta đã sớm muốn so tài với ngươi một phen. Trần Tử Mặc, đối thủ của ngươi là ta. Tiếp kiếm. Nhị hoàng tử, đan bạo khí. Không phải chứ Trần Thúc? Tình tiết cũ dích thế này đừng làm nữa. Chúng ta nói thẳng kết quả được không? Đan bạo khí sẽ khiến công lực tăng mạnh, nhưng trong vòng nửa giờ sẽ bạo thể mà chết. Nhị hoàng tử là muốn cùng chúng ta đồng quy ư tận sao? Ngươi tìm chết. Lão nhị. Ngươi, cha. Nhị ca dừng tay đi, bên ngoài toàn là vệ sĩ. Cái tên Khải Minh vệ kia, ngươi cầm cây gậy gỗ mà định đánh chết ta sao? Ngươi đừng lại gần, thứ này rất đáng sợ đấy. Nhị ca thấy chưa,
Làm thành như vậy, mọi người đều rất khó xử, rất nguy hiểm mà ta đã nói rồi. Lão nhị, ngươi khổ sở làm gì chứ? Hoàng thượng. Diệu Kỳ, đây là lý do nàng chọn hắn sao? Nhị hoàng tử, lúc đầu sở dĩ chọn tứ hoàng tử là vì có tình với chàng, không vì lý do nào khác. Ta không cam lòng. Ta không. Con à. Bệ hạ, bên Thường Tinh nên làm thế nào? Truyền chỉ dụ của ta. Lệnh cho Thường Tinh lập tức về kinh đầu hàng. Nếu không, 10 vạn đại quân quét sạch triệt để. Vâng. Tam hoàng tử Lâm Tiêu 2 lần nổi binh làm loạn, khiến biên cương Tây Bắc động loạn bất an. May mắn có công hộ giá, lấy công chuộc tội, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nên tước bỏ phong hiệu Tây Bắc Vương, phong làm Kinh Bình Vương, chủ quản trị an kinh đô, tạ ơn phụ hoàng. Thái tử Thất Đức muốn đầu độc bệ hạ không thành, sau đó không biết hối cải, thông đồng với địch báo tin bán nước, nên tước bỏ vị trí người kế vị, đuổi khỏi Đông Cung giáng làm thường dân, tự sinh tự diệt. Nhị hoàng tử vì tham vọng ngôi vua, gây rối triều cương, làm trái đạo lý, gây họa thiên hạ, khiến huynh đệ tương tàn, dân sinh đau khổ, tội không thể cứu. Tứ hoàng tử Lâm Phong nhiều lần cứu Đại Chu khỏi nước lửa, kế sách đổi lương thực, cứu sống hàng triệu bách tính, lại chế tạo cày cong và xe tháp, cải tiến phương pháp canh tác của Đại Chu, khiến Đại Chu có vạn vạn mẫu ruộng tốt, không còn cảnh dân đói lang thang, bách tính khỏe mạnh. Đây là phúc của Đại Chu ta, nên lập làm Thái tử Đại Chu. Tạ ơn Hoàng thượng. Bình thân đi. Trẫm hỏi con, đại trượng phu sinh ra để làm gì? Đại trượng phu sinh ra ở đời nên lập tâm cho trời đất, lập mệnh cho sinh dân, tiếp nối học vấn của thánh nhân đời trước, mở thái bình cho muôn đời. Hoàng thượng vạn tuế. Vũ hoàng vạn tuế.